chương 720, Vũ Tướng Bát Trọng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đêm tới, màn đêm bao phủ trên trời cao, trong phòng lục thiếu du, thân thể nho nhỏ của Tiểu Long đang xoay quanh tay Bạch Linh, có vẻ vô cùng thân thiết. Bạch Linh, thời gian biến ảo của nàng dường như đã dài hơn không ít. Trong phòng, lục thiếu du nói, từ lúc trạng vạng tối cho tới bây giờ đã trải qua hai canh giờ, Bạch Linh vẫn ở trong trạng thái hình người. Thực lực của ta hiện tại hẳn đã tới lục giai đỉnh phong, lại thêm tâm cảnh hẳn có thể bảo trì trạng thái này chừng 6-7 canh giờ. Bạch Linh cười nói, lục thiếu du mỉm cười, lục giai đỉnh phong, thực lực lần thứ hai lại tăng trưởng. Thực lực của nàng, hiện tại đối phó với vũ xuất cửu trọng được không? Lục thiếu du hỏi, không thành vấn đề, đánh chết có chút khó khăn, thế nhưng cũng không phải không làm được. Bạch Linh nói, vậy là tốt rồi, lục thiếu du cười thỏa mãn, sự lo lắng mấy ngày trước hiện tại hắn cũng có thể yên lòng. Một lát sau, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía xa, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị rồi khoanh chân ngồi xuống. Lục Thiếu Du hồi tưởng tới sự kiện ban sáng, sau khi hắn tiến vào cảnh giới huyền ảo kia không ngờ lại tu luyện thành công Tam Thiên Lưu Vân Thủ mà hắn tu luyện mấy tháng cũng không thành công. Trong cảnh giới huyền ảo này, Lục Thiếu Du hồi tưởng lại, dường như bản thân hắn đã lĩnh ngộ thứ gì đó, thế nhưng quá mông lung, căn bản không thể nắm lấy. Hình như là bản thân hắn đột nhiên tiếp cận được với phong thuộc tính loại ý cảnh này không thể dùng từ ngũ để hình dung, không thể nói thành lời. Nhớ lại cảnh giới huyền ảo này, Lục Thiếu Du cũng phỏng đoán, Tam Thiên Lưu Vân Thủ có thể miễn cưỡng coi như tu luyện thành công, tìm được loại cảm giác này, có lẽ hắn cũng sắp tu luyện thành công được liệt không cửu kích và liệt viêm quyền. Đặc biệt là liệt thiên cửu kích, nếu như tu luyện thành công, lại phối hợp với huyết lục, Lục Thiếu Du vô cùng chờ mong, có lẽ tới lúc đó hắn lại có thêm một con bài chưa lật lớn hiện tại chu tước quyết và huyền vũ quyết từ lâu lục thiếu du đã tu luyện thành công thế nhưng từ sau khi tu luyện thành công huyền vũ quyết lục thiếu du cũng chưa từng thi triển ra đoạn thời gian gần đây hắn cũng không gặp phải đối thủ nào quá mạnh mẽ sau khi suy nghĩ một lát lục thiếu du lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện quanh thân lại được bao phủ bởi một vòng quang mang ngoài phi linh môn thời gian hai ngày một đêm trôi qua hai nghìn đệ tử quỷ vũ tông càng ngày càng lo lắng tới phi linh môn tiến vào cũng không được mà lùi lại cũng không xong cả đám không biết nên làm gì. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Phó tông chủ không biết vì sao mà chưa trở lại, có phải là phó tông chủ xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu như phó tông chủ xảy ra chuyện gì có lẽ Phi Linh Môn đã sớm ra tay. Thế nhưng hai ngày nay Phi Linh Môn vẫn không hề có động tác, điều này quá kỳ quái. Vậy phó tông chủ làm sao còn chưa về? Hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Trên lưng yêu thú phi hành, đám trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông lúc này đã đáp xuống mặt đất. Ánh mắt chăm chú nhìn vào Phi Linh Môn, bọn họ cũng không biết phải làm gì cho phải. A, à, trong một gian thạch thất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, thanh âm vô cùng thê thảm. Mà người ở trong thạch thất chính là Đối Cương Tử, lúc này toàn thân Đối Cương Tử bị cấm chế, hai tay bị buộc lại treo lên cao. Bả vai bị hai cái móc sắt móc vào, toàn thân đều là máu tươi. Trên người Đối Cương Tử hiện tại trần truồng, trên người cũng bị một loại kiến màu đỏ bám vào, những con kiến màu đỏ này bám đầy người hắn lại thêm máu tươi của bản thân chảy dòng nhìn qua vô cùng buồn nôn. A, à, đối cương tử kêu thảm liên tục, sắc mặt trắng bệch, ngay cả trong mắt, trong tai, trong mũi, miệng cũng có loại kiến đỏ như máu này đang nhúc nhích. Âu Dương lãnh tật, người sao phải làm vậy với ta? Giết ta đi, đối cương tử quát lên, đám kiến đỏ như máu trên người hắn không ngờ lại có thể xuyên qua thân thể vũ suất của hắn tiến vào xương cốt, cái loại đau đớn thôn vệ máu huyết và cốt tủy này không phải kẻ nào cũng chịu được. Đối cương tử, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Trực tiếp giết người ta cũng đỡ phiền phức, ta cũng vô cùng đồng tình với ngươi. Thế nhưng muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính ngươi mà thôi. Âu Dương lãnh tật lạnh lùng nói, tiếng kêu thảm thiết của đối cương tử không khiến Âu Dương lãnh tật có chút ba động nào. Âu Dương lãnh tật, người có ý gì? Suốt cuộc là ai muốn làm vậy với ta? Đối cương tử rên lên một tiếng rồi hỏi, trưởng môn đã nói qua không cho ta nói tới chuyện này, xin lỗi ta không thể trả lời. Âu Dương lãnh tật nói, Âu Dương lãnh tật, dù sao ngươi cũng là hắn tử, trước khi ta chết ta muốn biết rốt cuộc là kẻ nào muốn đối phó ta như vậy. Đới cương tử nói, máu tử trong miệng không ngừng chảy ra. Đới cương tử, thứ duy nhất ta có thể làm giúp ngươi chính là giúp ngươi chết nhanh một chút, giảm bớt sự thống khổ của ngươi. Ngươi phải biết rằng ta thu được mệnh lệnh phải dần vặt ngươi bảy ngày, cuối cùng mới giết ngươi. Âu Dương lãnh tật nói, Âu Dương lãnh tật, ta phan ngươi, để ta chết cũng là một con quỷ minh bạch, rốt cuộc là ai muốn dần vặn ta như vậy là ai có thâm thủ oán hận với ta đến thế? Đới cương tử nói, lẽ nào ngươi thực sự không biết sao? Vì sao lần trước quỷ vũ tông tới phi linh môn ta cũng không động thủ với phi linh môn? Ngược lại khi ngươi tới phi linh môn lại xảy ra chuyện này. Chuyện đơn giản thế mà ngươi cũng không biết, ngươi thực sự đáng thương, khó trách ngươi không trèo lên được chức vị tông chủ. Âu Dương lãnh tật cười lạnh một tiếng rồi nói, ý ngươi nói là đối đường, là hắn muốn dằn vặt ta, nhất định là hắn, hắn sợ chức vị tông chủ tiếp theo rơi vào tay ta là hắn đối phó với ta đới cương tử lập tức lớn tiếng nói ngươi cũng không quá ngốc thế nhưng ta chưa từng nói gì nha âu dương lãnh tật cười lạnh một tiếng âu dương đường chủ có người tới mời người ra ngoài gặp mặt lúc này bên ngoài thạch thất có một thân ảnh xinh đẹp đang chờ chính là quỷ ảnh la sát diệp phi diệp đường chủ ai tới vậy âu dương lãnh tật nói xong rồi lập tức đi ra khỏi thạch thất người quỷ vũ tông tới tới hỏi đối cương tử sống hay chết. Hắn muốn chúng ta dằn vặn nhiều một chút sau đó rồi giết hắn. Ngoài thạch thất, thanh âm mơ hồ của Diệp Phi truyền tới. Đối đường, mặc dù ta và ngươi cùng cha khác mẹ, thế nhưng không nghĩ tới ngươi lại dám làm vậy với ta. Đối cương tử lạnh lùng nói, hận ý trong mắt hắn ra. Trời không diệt ta, trời không diệt ta, nhất định ta phải sống, không thể cứ thế mà chết đi được. Lúc này, đối cương tử đột nhiên vui vẻ, hắn cảm giác được trong cơ thể mình, mấy đạo cấm chế kia dường như đã có một đạo cấm chế được buông lỏng. Cấm chế biến mất là hắn có thể khôi phục thực lực, đến lúc đó hắn có thể chạy khỏi nơi đáng sợ này. chương 721, Vũ tướng Bát Trọng 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhìn xuống cảm giác mừng như điên trong lòng, đối cương tử tiếp tục kêu thê thảm. Cấm chế được buông lỏng, thế nhưng loại đau đớn tận xương cốt này vẫn đang được duy trì, mà đối cương tử vừa chịu đau đớn lại vừa đang nghĩ biến pháp giải cấm chế trong kinh mạch, huyệt đạo trên người. Cách thạch thất không xa, mấy đạo thân ảnh khẽ mỉm cười, Âu Dương lãnh tật nói. Cấm chế của Lộc Sơn cung phụng bắt đầu buông lỏng, có lẽ mấy canh giờ sau đối cương tử có thể thoát thân. Đến lúc đó chúng ta lại diễn một tuồng kịch là được. Trưởng môn quả thực là độc, chỉ sợ tới lúc đó đối cương tử không tin cũng khó. Hiện tại đối với vị trưởng môn này ta đã phục sát đất. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói, vị trưởng môn này quả thực không đơn giản. Diệp Mỹ bình thường ít nói lúc này cũng khẽ lên tiếng. Ai mà đắc tội với trưởng môn chỉ sợ sẽ phải hối hận. Đêm khuya, giờ tí, trên trời cao bóng đêm bao phủ, thi thoảng có mấy ngôi sao hiện lên trong bầu trời, một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Ngoài phi linh môn, vạn vật im lìm, hai nghìn đệ tử quỷ Vũ Tông lúc này cũng bắt đầu tu luyện. Đột nhiên trong lúc đó, không khí chung quanh dường như xuất hiện một loại khí tức quỷ dị, khí tức này lấy một tốc độ kinh khủng nhanh chóng khuếch tán. Siêu, Bỗng dưng không gian chung quanh mấy vị trưởng lão quỷ vũ tông đột nhiên gấp khúc, một cỗ kình phong xuất hiện. Có người đánh lén, mau chuẩn bị, mấy người trưởng lão liền quát lớn, thế nhưng còn chưa nói xong, một đạo bóng trắng đột nhiên chợt lóe trước mặt bọn họ, tốc độ quá nhanh khiến cho bọn họ không thể thấy rõ. Không gian gấp khúc, tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ai đánh lén, phi linh môn đánh lén chúng ta, chạy mau, trong quỷ vũ tông tức thì hoảng loạn, chờ sau khi mọi người bình tĩnh lại, tất cả lại vô cùng yên tĩnh, trong Phi Linh môn cũng không có ai lao ra. Mọi người bình tĩnh, rối loạn cái gì?" Một trưởng lão Quỷ Vô Tông tức thì lớn tiếng nói. Hai nghìn đệ tử hỗn loạn một chút rồi mới yên tĩnh lại. "Không tốt, không thấy Lưu trưởng lão đâu, sao lại không thấy Lưu trưởng lão đâu? Vừa rồi hắn còn ở đây mà." Tức thì, mấy trưởng lão và hộ pháp đột nhiên phát hiện ra một vị trưởng lão bên cạnh bọn họ đột nhiên vô thanh vô tức biến mất không thấy. "Đề phòng, có cường giả đánh lén." Những trưởng lão còn lại nhanh chóng sợ hãi. Một người trưởng lão đột nhiên biến mất khiến cho trong lòng mọi người lạnh lẽo. Thế nhưng lúc này lại không có một động tĩnh nào khác nữa. Phía sau núi, một thân ảnh tuyệt mỹ màu trắng xuất hiện. Trong tay thân ảnh này là một trưởng lão quỷ vô tông. Người này sắc mặt sợ hãi, hắn chưa kịp làm ra bất kỳ phản kháng nào trong nháy mắt đã bị đối phương bắt đi, loại thực lực này quả thực quá kinh khủng. Khổ cực cho nàng rồi, thân ảnh lục thiếu du xuất hiện trước người Bạch Linh ánh mắt nhìn vào người trưởng lão quỷ vũ tông, khóe miệng khẽ mỉm cười. Sao cho ngươi, bộ dáng này của ta cũng chỉ có thể duy trì tới hiện tại, ta đi nghỉ ngơi. Bạch Linh nói xong, thân ảnh xinh đẹp hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy. Lưu trưởng lão, đã lâu không gặp, trong mật thất phía sau núi, Lục Thiếu Du nói với trưởng lão quỷ vũ tông trước mắt. Thời điểm trên quỷ vũ tông Lục Thiếu Du cũng có chút ấn tượng về người này, vô tướng bát trọng, thực lực tuyệt đối không kém. Lục trưởng môn, người muốn làm gì? ta là trưởng lão của quỷ vũ tông, lão giả này nhìn về phía lục thiếu du, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi. Trưởng lão quỷ vũ tông sao, ngươi cho rằng đáng giá sao, lục thiếu du lạnh nhạt nói, nói xong, tức thì một đạo trưởng ấn chụp vào thiên linh cái của vị lưu trưởng lão này. Một tiếng hét thảm vang lên, chỉ trong chốc lát trong tay lục thiếu du xuất hiện một cỗ thây khô, linh hỏa chợt lóe, cỗ thây khô này hóa thành cho tràn. Tất cả chuyện này lục thiếu du cũng không để ý tới. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt lục thiếu du có chút đỏ ửng Thôn vệ một vũ tướng bát trọng khiến cho lục thiếu du có cảm giác no nê. Cũng may đây vẫn còn trong phạm vi hắn có thể thừa nhận được. Trong lòng lục thiếu du phỏng đoán, sau khi luyện hóa hết chân khí thôn vệ của vũ tướng bát trọng này đột phá tới vũ tướng thất trọng cũng không thành vấn đề. Hai hàng lông mày nhíu lại, từ trong đầu vị lưu trưởng lão này lục thiếu du đã thu thập được không ít tin tức hữu dụng thông qua siêu linh thuật. Lập tức lục thiếu du khoanh chân ngồi xuống, âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Lúc này, bên ngoài phi linh môn, đám người quỷ vũ tông đang kinh hoàng, đệ tử quỷ vũ tông lo sợ. Lưu trưởng lão có tu vi vũ tướng bát trọng thế nhưng trong nháy mắt đột nhiên biến mất khiến cho trong lòng đám người ở đây xuất hiện một bóng ma. Mãi cho tới bình minh cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ có vị lưu trưởng lão kia đột một biến mất mà thôi. Thực sự không thấy gì, mấy vị trưởng, lão còn lại nhớ lại, không gian chung quanh bọn họ lúc nửa đêm dường như gấp khúc. Một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên, khẳng định là do cường giả gây nên thực lực cường giả này có thể trong nháy mắt lấy tính mạng bọn họ sáng sớm trong sơn mạch phi linh mọi thanh âm biến mất trời tảng sáng đêm tối đang dần biến mất ánh sáng bắt đầu đánh thức các sinh linh đang ngủ say không khí buổi sáng sảng khoái nhưng lạnh lẽo thi thoảng có cơn gió khẽ thổi qua khiến cho người ta khoan khoái hậu sơn phi linh môn hồ nước ngày hôm qua bị một trưởng của lục thiếu du đánh vào lúc này xuất hiện một mảnh sương mù có thác nước ở trên chảy xuống mặt nước đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Trung quanh có không ít xương động lại trên tầng lá nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Phong cảnh Phi Linh Sơn luôn giống như một bức tranh, sáng sớm lại càng mê người. Thế nhưng lúc này người quỷ vô tông bên ngoài Phi Linh môn lại không có thời gian nhàn nhã ngắm phong cảnh. Vượt qua một đêm kinh hoàng. Lúc này cả đám chỉ cần nghe được động tính gì cũng có thể dọa cho bọn họ chảy mồ hôi lạnh. Phù, trong mật thất ở hậu sơn, lục thiếu du thở ra một ngụm chọc khí. Hai mắt mở ra, ngừng tu luyện. Từ khí tức trên người hắn lúc này không khó để nhìn ra, một đêm luyện hóa chân khí tu vi của hắn có tiến bộ vô cùng lớn. Cảm nhận chân khí trong cơ thể, lục thiếu du cực kỳ thỏa mãn. Thôn vệ vô tướng bát trọng, từ hôm qua tới giờ hắn chỉ luyện hóa được rất ít. Nếu như luyện hóa thêm thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Thế nhưng lục thiếu du cũng không có thời gian, ngày hôm nay có không ít chuyện bận biểu. Thời gian có lẽ cũng không sai lệch lắm, kế tiếp phải nhờ vào bản lĩnh kỳ lạ của Diệp Phi, bước then chốt cuối cùng này, nếu như có thể thành công thì sau này cũng bớt đi được không ít phiền phức. Lục Hiếu Du lẩm bẩm nói xong lập tức thu thập một phen rồi rời khỏi mật thất trong sơn động. Trong thạch thất ở phân đà phi linh môn, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ. Không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết kia cũng không phải giả bộ, đau đớn từ sâu trong xương cốt tuyệt đối không phải bình thường. chương 722, một ghế cuối cùng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ là đối cương tử trong mật thất lúc này vang lên tiếng kêu thảm thiết kia, nhưng trên khuôn mặt kinh khủng lại có một tia vui mừng. Siêu, bỗng nhiên, tinh quang trong mắt đối cương tử chợt lóe. Trong nháy mắt một cỗ chân khí bàng bạc đột nhiên bạo phát. Không gian chung quanh gợn sóng rồi rung động, móc sắt trên vai lập tức bị vỡ nát. Siêu siêu, một đám máu lớn trong cơ thể đối cương tử lập tức phun ra từ da rẻ. Trên thạch bích bốn phía lập tức xuất hiện một đám máu lớn, trong đó có thể nhìn thấy đám kiến đỏ như máu vô cùng rậm rạp. Đám kiến lúc này đã nát bấy, đều chết đi cho ta trong lòng đới cương tử thầm nói một tiếng trong thất khiếu của hắn có vô số phệ tủy huyết nghĩ cùng với máu tươi phun ra hung hăng đập vào trên thạch bích chân khí quanh thân run lên một lát sau trong miệng đới cương tử có một ngụm máu phun ra trong đó cũng có một đống lớn phệ tủy huyết nghĩ thoạt nhìn vô cùng kinh khủng lúc này nhìn qua người đới cương tử vô cùng đáng sợ toàn thân máu me loang lổ thương tích đầy mình da thịt bị chóc ra từng mảng quanh thân còn có máu tươi đang không ngừng chảy cảnh tượng này chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Điểm còn hoàn hảo duy nhất chính là mặt đới cương tử. Đới cương tử cũng không biết, khuôn mặt hắn còn hoàn hảo như vậy chính là do Âu Dương lãnh tật cố ý lưu lại. Đới đường, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhìn thi thể phệ tủy huyết nghĩ bốn phía, hận ý trong mắt đới cương tử ngập trời. Hai mắt bốn hỏa, cũng may nhấn chữ vật trên người còn, hắn nhanh chóng lấy ra một kiện trường bào sạch sẽ mặc vào. Tâm thần chậm rãi tỏa bên ngoài thạch thất, Vẻ mặt trầm xuống rồi chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài thạch thất có một hành lang dài, nơi này đối Cương Tử cũng không còn xa lạ, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này đối Cương Tử cũng không dám tạo thành một động tĩnh gì. Ở đây không có ai có thực lực dưới hắn, vạn nhất bị phát hiện hắn sẽ không thể chạy trốn được nữa. Đi ra khỏi hành lang, đối Cương Tử âm thầm cảm thán vận khí của mình không tồi, cũng không bị phát hiện. Có thể là không có một ai có thể nghĩ tới cấm chế trên người hắn bị buông lỏng, quả thực ông trời không diệt hắn lúc này đới cương tử lại càng không dám sơ ý trước hành lang đã có một đám lớn kiến trúc tâm thần đới cương tử tỏa ra trong nháy mắt phía trước xuất hiện hai người hắn cũng không dám thả người rời đi động tĩnh như vậy đủ để cho mọi người chú ý sau khi đi qua một đình viện lớn trong lòng đới cương tử vô cùng vui vẻ đi qua đình viện này chính là nơi đi ra đến lúc đó hắn có thể chạy trốn âu dương đường chủ quả thực là khổ cực rồi đới cương tử kia cùng cha khác mẹ với ta chỉ là một tạp chủng của cha ta sinh ra mà thôi. Hắn vẫn luôn muốn tranh đoạt chức vị tông chủ với ta. Lần này ta triệt để diệt bỏ hắn, sau này cũng không có ai tranh đoạt chức vị tông chủ với ta nữa. Trong đình viện, một thanh âm truyền ra, đối cương tử lập tức thu liếm khí tức, ngừng thở, không dám có bất luận một ba động nào. Mà nghe thấy thanh âm này, toàn thân đối cương tử lập tức run rẩy thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc. Chính là thanh âm của đại ca đới đường cùng cha khác mẹ với hắn. Đối tông chủ, đây là chuyện ta phải làm, giết đối cương tử ngươi sẽ đem địa bàn cửu hoa sơn, thiên sơn môn, thiên nhất môn giao cho chúng ta. Đây chính là chuyện lớn, phi linh môn chúng ta và quỷ vũ tông hợp tác nhất định thực lực có thể tăng mạnh. Đến lúc đó chúng ta có thể chiếm đoạt các thế lực khác. Khạc khạc, thanh âm của Âu Dương lãnh tật truyền ra, đương nhiên, chuyện ta đáp ứng nhất định sẽ làm được, những địa bàn này đã sớm là của phi linh môn các ngươi. Đáng tiếc đối cương tử kia còn tưởng rằng mấy cỗ thế lực này là bị phi linh môn tiêu diệt trên thực tế đều là do chúng ta dùng thủ đoạn an bài, đối cương tử lần này còn muốn tranh đoạt chức vị tông chủ của ta, ta sẽ đem thế lực của hắn một mẻ bắt gọn, để hắn thành quỷ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ha ha, thanh âm của đối đường truyền ra bên ngoài, đối đường, nghe thấy vậy hai tay đối cương tử nắm chặt, hai mắt phát hỏa. Thế nhưng, đối cương tử cũng không biết được, trong đình viện lúc này cũng không có thân ảnh của đối đường, thanh âm của đối đường phát ra từ trong miệng quỷ ảnh la sát diệp phi. Trong đại điện lúc này còn có đám người Âu Dương lãnh tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, vẻ mặt đám người lúc này vô cùng hưng phấn. Tốt rồi, đới cương tử kia ta đã dằn vặt hắn mấy ngày cũng có thể đánh chết được rồi. Hay là đới tông chủ đi theo ta một chuyến, tiện thể cho đới tông chủ xả giận. Âu Dương lãnh tật nói, trong đại điện, quỷ ảnh la sát Diệp Phi khẽ mỉm cười, nói. Không cần, ta tin Phi Linh Môn, lần này tới đây ta chỉ muốn biết tất cả có thuận lợi hay không mà thôi đối cương tử không chết trong lòng ta vô cùng khó chịu. Cáo tử, quỷ ảnh la sát Diệp Phi nói, lúc này thanh âm phát ra từ miệng nàng lại chính là của đối đường. Một màn này khiến cho Lưu Nhất Thủ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng với Khang Tử Vân đều vô cùng giật mình. Tốt, ta sẽ đi tiến đới tông chủ, thanh âm của Âu Dương lãnh tật lần thứ hai truyền tới. Mời, mấy đạo thanh âm kia càng ngày càng xa, dường như đã rời khỏi đại điện. Hận ý trong mắt đới cương tử tới cực hạn, toàn thân run rẩy nghe thấy thanh âm xa dần do so dự một chút rồi lập tức chạy xuống chân núi trong đại điện lúc này cũng có một vài đệ tử vũ sư của phi linh môn thế nhưng cũng không phát hiện ra thân ảnh của đới cương tử một lát sau trong đại điện khang tử vân nhíu mày nhìn vào đám người trong đại điện rồi nói được rồi đới cương tử đã chạy xuống dưới chân núi ha ha diệp đường chủ kỹ năng biến đổi thanh âm này của đường chủ quả thực quá tuyệt bội phục hoàng phủ kỳ tùng tức thì nói với diệp phi hoàng phủ đừng chủ quá khen ta cũng chỉ nghe thấy thanh âm của đới đường trên đấu giá hội vài lần mà thôi. Muốn làm tới trình độ giống như đúc vẫn còn kém xa. Thế nhưng đới cương tử này nổi giận và lo lắng quá mức cho nên có lẽ không nhận ra được. Hẳn có thể tính là qua cửa, quỷ ảnh la sát diệp phi cười nói. Đới cương tử này đã hạ sơn, chúng ta lại đóng trận pháp của bạch cung phục, liệu có thể khiến cho thực sự chạy thoát hay không? Tương viễn quan lo lắng nói, yên tâm đi, trưởng môn nói hắn chạy không thoát khi trước đới cương tử đã chạy không thoát mấy hôm nay lại nhận không ít vị đắng thực lực cũng giảm muốn chạy thoát là điều không có khả năng âu dương lãnh tật nói lần này chỉ sợ đới cương tử không muốn tin cũng khó lý Chỉ chính mỉm cười nói đới đường ta sẽ không bỏ qua cho ngươi dưới chân núi một thân ảnh vô cùng chật vật nhanh chóng chạy đi hai mắt đới cương tử đỏ tươi quay đầu lại nhìn địa phương vừa mới chạy thoát hắn đang muốn thả người mà chạy bỗng dưng lại có một thanh âm truyền tới chương 723, người thân bị kết án 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đới cương tử, không nghĩ tới người lại trốn được, đáng tiếc vận khí của người quả thực không tốt cho lắm. Nói xong, một yêu thú màu trắng xuất hiện trước mặt đới cương tử. Là ngươi, ngẩng đầu nhìn vào yêu thú xuất hiện trong bầu trời, hận ý mang theo vẻ mừng thầm trong mắt đới cương tử trong nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi trốn không thoát đâu, lục thiếu du nói, người trên lưng thiên sĩ tuyết sư là lục thiếu du. Nhìn thấy lục thiếu du, sắc mặt đới đường xám ngắt. Lúc này hắn biết cơ hội đào tẩu đã rất xa vời, cũng không biết thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân có ở gần đây không. Mau đuổi theo, đừng để cho đối cương tử chạy thoát. Siêu siêu, phía xa, có mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt lăng không mà tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện trong bầu trời, chính là quỷ ảnh la sát diệp phi đang vô cùng sốt ruột. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính, Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn Quan, Khang Tử Vân. Cũng chỉ có 6 người này hiện nay mới có thể lăng không mà đi. Tham kiến trưởng môn, 6 người nhìn thấy lục thiếu du tức thì kinh hoàng hành lễ, thế nhưng khóe miệng lại đang cười thầm. 6 người các ngươi trông coi không tới nơi tới trốn, lát nữa xử lý các ngươi. May mà đối cương tử bị ta phát hiện bằng không ta làm sao ăn nói với đối đường, mau đưa người đi bắn hắn trở về cho ta. Lục thiếu du lạnh lùng nói với 6 người, vâng, trưởng môn, 6 người bối rối đáp các ngươi thả ta ra, ta và các ngươi cũng không có thủ oán quá lớn. Nhìn thấy đám người Âu Dương lãnh tật chạy tới, sắc mặt đối cương tử xám như cho tàn, toàn thân uể hỏa. Những thứ mà hai ngày nay hắn phải chịu đựng khiến cho hắn sống không bằng chết, vô cùng thê thảm. Nghĩ tới mà trong lòng phát lạnh, đối cương tử, so với đối đường ta càng thêm thưởng thức ngươi. Chỉ ít ngươi không thâm độc như đối đường, ta cũng không muốn giết ngươi. Thế nhưng đối đường cấp cho ta không ít chỗ tốt, ta lại không thể cự tuyệt vì vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi bằng không ta thực sự hy vọng có thể hợp tác với ngươi lục thiếu du nói một cỗ sát ý lập tức khuếch tán lục thiếu không lục trưởng môn ngươi thả ta những thứ đới đường cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi chỉ cần ngươi không giết ta ta đưa cho ngươi gấp bội thứ đới đường đáp ứng ngươi ta cũng có thể đáp ứng ngươi bằng không ta có chết cũng không rơi vào trong tay ngươi ta hận ta hận bản thân không thâm độc bằng đới đường ta hận đối cương tử lớn tiếng giết gào, toàn thân run rẩy. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng tuyệt vọng, như dựa lưng vào vách tường. Lục thiếu du nhìn đối cương tử dường như đang suy nghĩ điều gì, sát khí quanh người bắt đầu giảm bớt. Cảm nhận được khí thức trên người lục thiếu du, đối cương tử như tìm được một cọng rơm cứu mạng trong tuyệt vọng, tức thì nói. Lục trưởng môn, nếu như người thả ta, sau khi ta đoạt chức vị tông chủ, những thứ đối đường cho người ta cũng có thể cho gấp bội, nếu như ngươi muốn toàn bộ quỷ vô tông ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, cái gì ta cũng đáp ứng. Đối cương tử, ta đối với quỷ vô tông ngươi cũng không có hứng thú. Những thứ ngươi vừa nói đối với ta cũng có chút hấp dẫn. Thế nhưng, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi đây? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào đối cương tử, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn khiến cho trong lòng đối cương tử lạnh lẽo. Chuyện này, đối cương tử sừng sốt, hắn rất sợ Lục Thiếu Du sẽ thay đổi chủ ý, cho nên hoảng sợ nói. Lục trưởng môn, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Ở đây có một viên độc đan, sau khi ăn vào nếu trong một năm không có giải dược tới lúc đó gân cốt cơ thể sẽ đứt thành từng khúc. Không có giải dược ai cũng không thể cứu ngươi, nếu như ngươi ăn vào khỏa độc đan này, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Lục thiếu du nói xong, trong tay xuất hiện một khỏa phệ huyết hóa cốt đan rồi vứt cho đới cương tử. Lúc này đới cương tử không có chút do dự nào trực tiếp nuốt vào độc đan, vội vàng nói. Lục trưởng môn, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta được chưa? Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi, lục thiếu du nở nụ cười thỏa mãn. Phía sau, đám người quỷ ảnh la sát diệp phi âm thầm cười trộm, đối với tiểu trưởng môn trước mặt này cả đám vô cùng bội phục. Một lát sau, trong đại điện phân đà, đối cương tử chưa hoàn hồn lúc này đã ngồi trong đại điện, toàn thân vẫn còn run rẩy Đối phó tông chủ, những việc hai ngày qua mang đối phó tông chủ thứ lỗi, chúng ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Âu Dương lãnh tật lạnh lùng nói với đới đường, Thanh âm vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Ta biết chuyện này không liên quan tới chư vị. đối đường kia quả thực quá hấp độc. Đới cương tử vội vã nói. Đới cương tử, những lời ngươi vừa mới nói có thật không? Điều kiện nào của ta ngươi cũng có thể đáp ứng. Trong đại điện, lục thiếu du đưa mắt nhìn đới cương tử rồi nói. Không sai, bất luận là điều kiện gì của lục trưởng môn ta cũng có thể đáp ứng. Đới cương tử nói, vẻ mặt đối với lục thiếu du lúc này vô cùng cung kính. Thế nhưng ngươi chỉ là phó tông chủ của quỷ vô tông, cho dù lần này ngươi trở về có lẽ đới đường kia cũng sẽ mau chóng nghĩ cách giết ngươi, ngươi dựa vào cái gì để đáp ứng điều kiện của ta. Lục thiếu du nói, đới cương tử lập tức sừng sốt, vừa rồi tuyệt vọng cầu sinh cho nên mấy vấn đề này hắn chưa từng nghĩ qua. Lục trưởng môn, hắn bất nhân bất nghĩa với ta, lần này ta sống sót trở về ta sẽ trực tiếp giết hắn. Mấy năm nay, thực lực của ta ở trong quỷ vũ tông cũng không kém đới đường chút nào, muốn lật đổ hắn cũng không phải không có khả năng. Đối cương tử cắn răng nói, lần trước một người trưởng lão vô tướng cửu trọng là người của ngươi sao? Để suy yếu thực lực của ngươi đối đường đã phái hắn đi thiên nhất môn âm thầm loại bỏ. Ngày hôm qua một vũ tướng bát trọng đi theo ngươi tên là lưu trưởng lão cũng bị đánh chết. Dựa theo ý tứ của đối đường những người ta đánh chết đều là thế lực tàn dư của ngươi. Hiện tại xem ra thực lực của ngươi so với đối đường kia đã yếu hơn không ít. Lục thiếu du đưa mắt nhìn đối cương tử nói. Sắc mặt đối cương tử trầm xuống, lúc này mất đi sợ trợ giúp của hai vị trưởng lão, thế lực của hắn đã yếu đi non nửa. Mà hai vị trưởng lão bị phi linh môn giết hại cũng là người nổi bật nhất trong thế lực của hắn. Còn nữa, theo như lời đối đường nói, trước mặt cha ngươi hắn nói ngươi kết bè kéo phái có ý định chia rẽ quỷ vô tông, cha ngươi đối với ngươi. Cũng cực kỳ thất vọng, cho dù ngươi giết đới đường thì trước vị tông chủ quỷ vũ tông chỉ sợ cha ngươi cũng không cho ngươi được như ý. Lục Thiếu Du tiếp tục nói. Đối cương tử lúc này không nói gì, cho dù hắn đánh chết đối đường thì cha hắn quả thực sẽ không bỏ qua cho hắn. chương 724, Người thân bị kết án 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đối cương tử, thật ra ta có một biện pháp, không biết người có dám dùng hay không. Thế nhưng vì tương lai của phi linh môn ta và quỷ vũ tông, ta sẽ cùng người đánh cược một phen. Lục thiếu du mở miệng nói, lục trưởng môn có biện pháp gì, tới lúc này đối cương tử ta dù chết ta cũng sẽ làm. Đới cương tử lập tức nói với lục thiếu du, thực lực của phi linh môn ta ngươi cũng thấy đó, bằng vào thực lực của ngươi là thế lực của ngươi muốn giết đới đường chỉ sợ rất khó. Lục thiếu du nói xong rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng chúng ta có thể giúp ngươi đánh chết đới đường, về phần cha ngươi chúng ta cũng có thể giúp ngươi liều mạng, giúp ngươi loại bỏ trở lại lớn nhất trên con đường trở thành tông chủ. Đánh chết đới đường không thành vấn đề, thế nhưng cha ta. Đới cương tử có chút do dự không quyết, dù sao người này cũng là phụ thân của hắn đối cương tử, cha người có đem người đặt vào trong mắt không? Luận thực lực, luận tài trí, luận uy vọng tại trong tông, so với đối đường kia ngươi không thua kém chút nào. Nếu như ngươi là tông chủ, mấy năm nay quỷ vũ tông chỉ sợ đã phát triển thêm một bậc. Thế nhưng ngươi lại không có cơ hội, ngươi vẫn chỉ là phó tông chủ mà thôi. Cha ngươi căn bản không đem ngươi đặt vào trong mắt, vì vậy đối đường mới dám giết ngươi, mới dám làm gì thì làm. Nhìn đối cương tử, lục thiếu du lạnh nhạt nói nam tử hán đại Trượng phu há có thể quan tâm tới tiểu tiết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, giết một là tội đồ, giết vạn là anh hùng. Giết trăm vạn là anh hùng trong anh hùng. Nói cách khác, muốn mưu đồ sự nghiệp thì đừng quan tâm tới ánh mắt người đời, đừng quan tâm tới người đời nói gì. Phóng mắt nhìn xem trăm ngàn năm qua có bậc kiêu hùng nào không giết người hay không. Người đừng để ta thất vọng, nghe lục thiếu du nói vậy, đối cương tử dường như có chút lĩnh ngộ, lúc này ngay cả quỷ ảnh la sát diệp phi, diệp mỹ còn có âu dương lãnh tật hoàng phủ kỳ tùng khang tử vân nghe lục thiếu du nói vậy đều biến sắc vô hình chung lúc này bọn hắn cảm nhận được một cỗ sát ý bàng bạc trên người lục thiếu du là bọn hắn bất nghĩa với ta trước vậy thì đừng trách ta vô tình không quan tâm tới người đời nghĩ gì nói gì phóng mắt trăm ngàn năm qua có bậc kiêu hùng nào không giết người lục trưởng môn ta nghe lời ngươi giết toàn bộ đều giết đới cương tử cắn răng lạnh nhạt nói một cỗ sát ý trong mắt bắn ra ha ha tốt đới phó tông chủ quả nhiên là người thông minh không sau này chính là đới tông chủ rồi hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ mang tới không ít lợi ích cho quỷ vũ tông và phi linh môn lục thiếu du thỏa mãn nói tất cả phải nhờ vào lục trưởng môn hỗ trợ đến lúc đó những gì lục trưởng môn muốn quỷ vũ tông ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời đới cương tử nói lúc này đám người quỷ ảnh la sát diệp phi trong đại điện đều không khỏi hít sâu một hơi sau đó khẽ mỉm cười mấy canh giờ sau trong đình viện phía sau hậu sơn phi linh môn, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nhìn lục thiếu du nói. Tất cả mọi thứ ngươi đã sắp xếp xong chưa? Nắm chắc mấy thành, chín thành, đối cương tử hẳn không còn nghi ngờ, lùi lại một bước mà nói, coi như là đối cương tử không quan tâm tới cái mạng nhỏ của mình mà phản chiến chúng ta cũng không quan tâm. Thế nhưng ta lại lo lắng tới một chuyện khác, quỷ vũ tông ta đã sớm không đặt vào trong mắt, thế nhưng khối đá lót đường này lại phải có. Lục thiếu du nói, nếu như phi linh môn bại lộ quá sớm quả thực không phải là một chuyện tốt. Đông vô mệnh nói, ngoại trừ việc không muốn bại lộ thực lực hiện tại của phi linh môn ra, ta còn lo lắng linh thiên môn, hôm nay từ trong miệng đối cương tử ta mới biết, thê tử của đối đường và thê tử của trưởng môn linh thiên môn là bà con, nếu như phi linh môn ta tiêu diệt quỷ vô tông, ta sợ rằng linh thiên môn sẽ có động tác. Lục thiếu du nói, vì vậy ngươi mới muốn âm thầm khống chế quỷ vô tông, đồng thời thử linh thiên môn cho dù linh thiên môn đến lúc đó có động tác thì phi linh môn cũng có thể thoát thân. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn lục thiếu du, hai hàng lông mày nhíu lại rồi thở dài nói. Tiểu tử, ta rất ít khi bội phục người khác, người quả thực là khác ngươi, luận gian trá thâm độc, chỉ sợ không có mấy người có thể so được với ngươi. Đông lão, ngươi khen ta hay chửi ta vậy, lục thiếu du cười khổ nói, ngươi đoán xem, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh như cười như không nói. Vì phi linh môn ta phải suy nghĩ nhiều một chút, mỗi một đường đều phải tỉ mỉ suy nghĩ, sai một bước sẽ mang tới không ít phiền phức, không chỉ có riêng ta mà là toàn bộ phi linh môn. Lục thiếu du chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn vào giữa không trung. Ta không nhìn lầm người, bằng vào sự cơ trí, thâm hiểm của tiểu tử ngươi, lại thêm quỷ tiên tử bạch oánh và diệp phi diệp mỹ phụ trợ ngươi, trong cổ vực này chỉ sợ người có thể so sánh với ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người có thể đấu với ngươi chỉ sợ càng không có. Nhìn lục thiếu du, đông vô mệnh nói, đông lão những lời đánh giá này của người ta không dám nhận nha lục thiếu du cười khổ nói tiểu tử người đừng giả bộ nữa thôi hồn độc xuất đông vô mệnh chừng mắt nhìn lục thiếu du nói lúc nào xuất phát lẽ nào người định để ta và nữ nhân hôm qua liên thủ đối phó với đới lão quỷ kia sao có nàng tương trợ đông lão lại thêm lộc sơn lão nhân và thanh hỏa lão quỷ bên cạnh hỗ trợ ta đoán có lẽ tuyệt đối không thành vấn đề thế nhưng phải đợi sau khi xuất phát thì mới biết được lục thiếu du nói lão độc vật lại thêm bạch linh, trong suy nghĩ của lục thiếu du. Trong, vũ xuất, linh xuất tuyệt đối khó có thể xuất hiện đối thủ. Chỉ tính riêng thực lực của Bạch Linh chỉ sợ cũng có thể đánh chết đới lão quỷ kia, dù sao Bạch Linh cũng là cửu vĩ yêu hồ. Tiểu tử ngươi đã nắm chắc như vậy tự nhiên không thành vấn đề. Đợi sau khi xuất phát rồi nói tiếp, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói xong, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân kia rốt cuộc là cao nhân phương nào, ngay cả ta cũng không nhìn thấu, người tiết lộ một chút được không? Đông lão, chuyện này qua vài ngày nữa người sẽ biết. Ha ha, lục thiếu du cười nói, tiểu tử ngươi, ngay cả ta cũng giấu. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh chừng mắt nhìn lục thiếu du nói. Ngoài phi linh môn, lúc này hai nghìn thiết kỵ đã hoảng loạn, vây quanh phi linh môn đã hơn hai ngày rồi thế nhưng bọn họ lại không biết làm gì. Muốn đánh phi linh môn, cũng không ai có lá gan này, người của phi linh môn không dễ chọc như vậy. Trưởng lão, chúng ta đi thôi. Các đệ tử đã hoảng loạn, cho dù tiếp tục cũng không làm nên chuyện gì. Phó tông chủ chỉ sợ đã xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trong Quỷ Vũ tông, một hộ pháp nói với mấy vị trưởng lão. Chương 725 trên Quỷ Vũ tông 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mấy vị trưởng lão lúc này nhìn nhau, phó tông chủ hai ngày chưa trở về, cho nên có 8 phần đã xảy ra chuyện, thế nhưng hiện tại trở về thì có chút. Trong lòng mấy vị trưởng lão đều hiểu rõ. Nếu cứ như vậy trở về thì căn bản không thể ăn nói với trong tông. Lẽ nào bọn họ lại nói cả đám người tới bên ngoài cửa Phi Linh môn, bảo vệ bên ngoài hai ngày rồi trở về sao? Có lẽ đến lúc đó toàn bộ bọn họ đều bị xử lý. Thế nhưng nếu như không quay về, bọn họ cũng không dám hạ thủ với Phi Linh môn. Trưởng lão, bằng không chúng ta trở về đi, Phi Linh môn quá quỷ dị, mấy ngày nay ngay cả một bóng người chúng ta cũng không thấy. Một người trưởng lão khác nói, được rồi, chúng ta vị trưởng lão có tu vi vũ tướng thất trọng kia do dự một lát rồi cắn răng nói. Siêu, lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh trong nháy mắt phá không mà tới. Là phó tông chủ, phó tông chủ đã trở về, tham kiến phó tông chủ, mọi người lập tức hành lễ, bộ dáng như chút được gánh nặng, mấy người trưởng lão cũng thở dài một hơi. Sắc mặt đới cương tử tái nhợt, làn da trên người tuy rằng đã bắt đầu khôi phục, thế nhưng dưới quần áo vẫn vô cùng thê thảm. Nơi nơi đều có vết tích, lúc làn da khôi phục lại kéo theo đau đớn khó chịu điều này khiến cho đới cương tử đối với đới đường càng thêm hận phó tông chủ người làm sao vậy hai ngày nay người đi nơi nào lưu trưởng lão hắn phó tông chủ lẽ nào ta chỉ có thể là phó tông chủ sao sắc mặt đới cương tử trầm xuống hiện tại nghe được ba chữ phó tông chủ khiến cho hắn cực kỳ không vui tông chủ một trưởng lão sắc mặt nghi hoặc nói hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ lưu trưởng lão tối hôm qua đã bị cường giả đánh lén có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Ta biết rồi, sắc mặt đới cương tử trầm xuống, hắn lập tức nhíu mày nói. Chư vị trưởng lão, hộ pháp, nếu như lần này trở về ta nhất định phải trở thành tông chủ, các ngươi sẽ ủng hộ ai? Chúng ta là người của tông chủ đương nhiên sẽ ủng hộ tông chủ. Mấy vị trưởng lão, hộ pháp tức thì trả lời, tốt, chờ sau khi ta trở thành tông chủ nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Đới cương tử nói, mọi người chú ý, người phi linh môn xuất hiện. Lúc này một người trưởng lão đột nhiên nhìn thấy mấy đạo thân ảnh trong Phi Linh môn xuất hiện tức thì sợ hãi nói: "Lập tức đám người Quỷ Vô tông hoảng loạn, chỉ có Đối Cương Tử không có biểu hiện gì. Hoảng loạn cái gì, Phi Linh môn hiện tại chính là minh hữu của chúng ta. Trước đây Quỷ Vô tông và Phi Linh chỉ hiểu lầm mà thôi." Đối Cương Tử quát lớn: "Ngoài Phi Linh môn, lúc này bốn đạo thân ảnh xuất hiện, người đi trước chính là Lục Thiếu Du. Bên cạnh hắn có một người mặc hắc bào, một, người mặc tố y một người mặc trường bào màu đỏ. Có một điều kỳ quái chính là ba người này trên mặt đều đeo một tấm mạng che mặt, không nhìn thấy dung mạo. Lục trưởng môn, chúng ta có thể xuất phát, đới cương tử nhìn thấy lục thiếu du lập tức hành lễ rồi nói. Đới tông chủ, chúng ta đi thôi, lục thiếu du mỉm cười nói. Trên vai trái hắn có một con rắn nhỏ đang không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi. Đôi mắt nhỏ không ngừng đảo qua trên người hai nghìn đệ tử quỷ vũ tông. Trên vai phải hắn có một đầu yêu thú nhỏ như chuột đang lười biến ghé vào vai Lục Thiếu Du. Mời, đối cương tử gọi đầu yêu thú phi hành trên bầu trời, mọi người lập tức nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Những trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông lúc này nhìn thấy quan hệ của Lục Thiếu Du và đối cương tử đều vô cùng nghi hoặc. Vương Hộ Pháp, phân phó chúng đệ tử chạy về Quỷ Vũ Tông. Chúng ta trở về trước, đối cương tử lập tức nói với một hộ pháp bên người. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, hai cánh yêu thú phi hành dựng lên rồi chậm rãi biến mất trong không trung. Tất cả đệ tử quỷ vũ tông đều mừng rỡ không ngớt. Vốn bọn họ cũng không dám đối phó với phi linh môn, lúc này lại nghe phó tông chủ bảo quay về trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Chúng đệ tử quỷ vũ tông lập tức dục ngựa rời đi, tốc độ so với khi xuất phát còn nhanh hơn vài phần. Có chuyện gì xảy ra, vì sao chỉ có như vậy, ta đợi hai ngày hai đêm để xem náo nhiệt cứ như vậy mà không xảy ra sao quỷ vũ tông và phi linh môn không biết có chuyện gì. Phía xa, lúc này sau hai ngày hai đêm đã có mấy nghìn dòng binh tụ tập xem náo nhiệt. Những người không thể đi vào sơn mạch vụ đô cũng không muốn gia nhập những dòng binh đoàn khác nghe thấy tin người quỷ vũ tông sẽ đối phó với phi linh môn liền lập tức chạy tới. Nếu như phi linh môn bị diệt, sau này sơn mạch vụ đô lại được ra vào tự tiện như cũ. Thế nhưng cảnh tượng này khiến cho mọi người kinh ngạc, dở khóc dở cười. Đợi hai ngày hai đêm, uống gió Tây Bắc đủ no cuối cùng náo nhiệt không thấy phi linh môn cũng không bị diệt một màn này khiến cho không biết bao nhiêu người mắng to ta kháo đợi hai ngày hai đêm cuối cùng lại chỉ có như vậy là ngươi gọi ta tới đúng không náo nhiệt cái rắm ngươi ăn no rừng mỡ hả lão đại là chính người muốn tới xem náo nhiệt mà từng tiếng nghị luận cùng với tiếng mắng to vang lên trên lưng yêu thú phi hành của quỷ vũ tông lúc này ánh mắt chúng trưởng lão và hộ pháp của quỷ vũ tông đều nhìn vào lục thiếu du và ba người đang ngồi khoanh chân phía sau hắn khí tức trên người ba người này đều thu liếm lại, bọn họ không thể dò xét được khí tức của ba người này. Tiểu tử, nữ cường giả kia đâu? Không có nàng ta, một mình ta muốn giết đới lão quỷ quả thực có chút khó khăn. Thanh âm của thôi hồn độc suốt đông vô mệnh vang lên trong tai lục thiếu du. Đông lão yên tâm đi, đến lúc đó người sẽ gặp được nàng. Lục thiếu du nói, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào bạch linh trên vai. Quỷ vũ tông hẳn là phải có một đại trận hộ sơn, người có cách nào phá không? Thanh âm của thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lần thứ hai truyền vào trong tai lục thiếu du. Đại trận hộ sơn của quỷ vũ tông do mấy linh tướng khống chế, mấy linh tướng kia đại đa số đều là người của đới đường. Đến lúc đó lộc sơn lão nhân mang theo đới cương tử đối phó với đới đường. Thanh hỏa lão quỷ và ta sẽ đối phó với mấy linh tướng kia. Không để chúng khởi động đại trận hộ sơn, đông lão thì đối phó với đới lão quỷ. Chờ sau khi đới lão quỷ phát hiện ra thì có lẽ đã muốn đến lúc đó thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân sẽ giúp đông lão lược trận. Lục thiếu du nói, như vậy là tốt nhất, chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ không thành vấn đề. Thanh âm của thôi hồn độc suốt đông vô mệnh vang lên. Không nói nữa, miễn cho đối cương tử âm thầm dò xét. Tất cả theo như kế hoạch mà tiến hành, lục thiếu du đưa mắt nhìn về phía trước rồi khoanh chân ngồi xuống. Âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, bắt đầu luyện hóa cỗ chân khí được thôn phệ khi trước chương 726, trên quỷ vũ tông 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Theo sự luyện hóa, chân khí được thôn vệ vào trong cơ thể đang nhanh chóng bị luyện hóa, cuối cùng trở thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của lục thiếu du. Trong đan điền của lục thiếu du, vũ đan ngũ sắc lúc này xoay tròn. Huyết lục cùng với vũ đan kia cùng nhau hấp thu chân khí, màu sắc trên. Huyết lục ngày càng sáng bóng, một lát sau, quanh thân lục thiếu du đã được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt. nhạt tiến vào trạng thái tu luyện. Có tiểu long hộ pháp, tuy rằng bên cạnh hắn có không ít người của quỷ vũ tông thế nhưng lục thiếu du cũng có thể yên tâm tu luyện. Đến quỷ vũ tông cần thời gian 3 ngày, trong lòng lục thiếu du lúc này cũng không suy nghĩ nhiều. Vốn hắn còn lo lắng một mình lão độc vật không thể đánh chết đới lão quỷ, thế nhưng hiện tại đã không giống khi trước. Bạch Linh đã xuất quan, có Bạch Linh và đông lão xuất hủ muốn giết đới lão quỷ tuyệt đối không thành vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ, Lúc này chúng trưởng lão và hộ pháp cũng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình mà quỷ dị. Trong phi linh môn, tất cả đều giống như bình thường. Không có biến hóa gì. Thế nhưng trong chấn hoa môn, lúc này hoạt động kiến tạo thành trì đang được tiến hành. Lưu lượng người trên chấn hoa môn ngày càng nhiều, cũng bởi vì dược liệu mà tới. Chấn thiên tinh phía xa lúc này đã không còn như xưa, không ít thương nhân đã di chuyển tới chấn hoa môn, thương nhân tới chấn hoa môn càng nhiều, dòng người càng thêm đông đúc. Đây vốn là phản ứng dây chuyền dòng người càng ngày càng tăng, từng kiến trúc đột một xuất hiện trên chấn hoa môn, chấn nhỏ ngày càng được mở rộng. Lúc này cửa hàng của phi linh môn trên chấn hoa môn chính là long đầu của những cửa hàng cung cấp dược liệu. Giá cả trong cửa hàng phi linh môn cũng trực tiếp có ảnh hưởng tới giá cả dược liệu trong biên giới sát cổ vực. Theo giá cả dược liệu trong cửa hàng phi linh môn giảm xuống đã hấp dẫn vô số thương nhân tới đây mua. Giá này đã là cái giá thấp nhất trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Không ít người không biết từ đâu nghe được tin tức này, nói là dược liệu sẽ liên tục duy trì ở mức thấp, cả đám người tức thì nhanh chóng chạy tới cửa hàng của Phi Linh Môn. Thế nhưng lúc này cũng có không ít người đau đớn, đoạn thời gian trước bọn họ trắng trận thu mua dược liệu, vốn định chữ hàng đợi lần tăng giá tiếp theo, sau đó đã kích cửa hàng Phi Linh Môn, ai ngờ hiện tại lại gậy ông đập lưng ông. Chỉ sau hai ngày giá dược liệu đã hạ hấp tới 3-4 lần khiến cho bọn họ thiếu chút nữa thổ huyết. Nghe nói gần đây có người ở Trấn Hoa Môn âm thầm trắng trợn thu mua dược liệu, giá cả so với phi linh môn bán ra còn cao hơn một chút. Nếu như bọn họ bán thì vẫn thiệt lớn, những thế lực này vẫn cắn răng chuẩn bị bán ra. Hiện tại phi linh môn càng ngày càng hạ giá xuống, bọn họ không dám chờ đợi nữa. Nói chung trong khoảng thời gian này bọn họ đã làm không công mà còn lỗ lớn. Trên chấn hoa môn, bên trong linh phi tông kia mỗi này đều có một hội đấu giá nho nhỏ, thỉnh thoảng xuất hiện một đấu giá hội lớn, cũng có không ít thứ tốt xuất hiện khiến cho nhân khí trong chấn cũng tốt hơn rất nhiều. Phi linh môn, lúc này vẫn đang không ngừng phát triển trong yên ổn thời gian chậm rãi mà qua ba ngày sau trên lưng yêu thú phi hành khí tức trên người lục thiếu du đột nhiên kéo lên quang mang quanh người càng ngày càng đậm siêu siêu giữa không trung một cỗ hơi thở ba động mãnh liệt một cỗ quang mang từ trên người lục thiếu du bắn ra sau đó lượn lờ bên ngoài thân thể lục thiếu du đột phá cảnh này những người trên yêu thú phi hành đều có thể nhìn được mọi người đều vô cùng kinh ngạc dường như không nghĩ tới có người ở trên lưng yêu thú phi hành mà cũng có thể đột phá được thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lại càng thêm kinh ngạc hắn biết cách lần đột phá trước của lục thiếu du không bao lâu trước đấu giá hội lần trước mới đột phá không ngờ lúc này lại tiếp đột phá loại tốc độ này quả thực quá kinh khủng mà lúc này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không biết lúc đấu giá hội lục thiếu du đã đột phá vô tướng lục trọng đây đã là lần đột phá thứ hai tính từ khi đấu giá hội mở ra chỉ trong chốc lát quang mang quanh người lục thiếu du càng ngày càng đậm. Trên bề mặt da rẻ cũng toát ra quang mang, đột nhiên một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa bắt đầu hội tụ, lập tức tiến vào trong cơ thể lục thiếu du. Rát rát, đầu yêu thú phi hành kia của quỷ vũ tông đột nhiên kinh hoàng, lúc này dưới năng lượng khổng lồ trong thiên địa hội tụ tới khiến cho toàn thân nó run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, cùng với khí tức trên người lục thiếu du càng ngày càng mạnh, năng lượng trong thiên địa càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng một tiếng trầm muộn từ trong đan điền lục thiếu du truyền ra, dưới cỗ hấp lực mạnh mẽ, năng lượng vô hình trong thiên địa lập tức bị thôn vệ vào cơ thể, khí tức của hắn lúc này đã tới vũ tướng thất trọng. Trung quanh thân thể lục thiếu du vô hình chung có một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ra. Chỉ trong chốc lát cỗ khí thế này được thu liếm lại, không có bất kỳ khí tức nào bị tiết ra ngoài. Vũ tướng thất trọng, không phải là vũ tướng lục trọng sao? Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh tức thì kinh hãi, khuôn mặt giống như là gặp quỷ vậy. Trước khi đấu giá hội khai mạc, lục thiếu du đột phá rõ ràng là vũ tướng ngũ trọng hiện tại đã là vũ tướng thất trọng, hắn thực sự không biết lục thiếu du tu luyện thế nào, tốc độ này quả thực quá dọa người. Trên lưng yêu thú phi hành cũng có thể đột phá khiến cho đám người quỷ vũ tông, thanh hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân đều vô cùng kinh ngạc. Phù, lục thiếu du chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí từ đan điền, hai mắt mở ra, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Vũ tướng thất trọng, có lẽ cũng không tệ, cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể mình lúc này, khóe miệng lục thiếu du không khỏi mỉm cười thỏa mãn đúng như dự đoán của hắn, thôn về một vũ tướng bát trọng sau khi bỏ đi tạp chất cũng giúp hắn đột phá tới vũ tướng thất trọng, quả thực không sai chút nào. Cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, lục hiếu dù cũng rất thỏa mãn. Lần đột phá này, gần cốt, lục phủ ngũ tạng đều được rèn rũa qua, thân thể lại được tăng cường. Diện tích trong đan điền lại lớn hơn không ít, lúc này thực lực của hắn lại được tăng trưởng một bước lớn. Chúng mừng lục trưởng môn đột phá, đới cương tử kinh ngạc nói, đới tông chủ, chúng ta sắp tới chưa? Lục Thiếu Du nhìn vào phía trước, hắn đoán có lẽ đã sắp tới quỷ vũ tông. Có lẽ phải mất một canh giờ nữa, nhìn vào phía trước, sắc mặt đới cương tử càng thêm lạnh lẽo, một cỗ sát ý ngập tràn. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, trong lòng cũng có chút ba động. Hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đại chiến, chỉ hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. chương 727, trên quỷ vũ tông 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đới tông chủ, trên quỷ vũ tông có một đại trận hộ sơn, thế nhưng nó lại nằm trong tay đối đường, người cần phải nghĩ biện pháp nào đó, bằng không chúng ta có thể sẽ phải thất bại. Lục Thiếu Du nói, lần trước tới quỷ vũ tông Lục Thiếu Du cũng phát hiện ra trên quỷ vũ tông có một đại trận hộ sơn, uy lực hẳn là bất phàm. Nếu như quỷ vũ tông khởi động đại trận hộ sơn, đến lúc đó sẽ phiền phức lớn. Lục trưởng môn yên tâm đi, đại trận hộ sơn của quỷ vũ tông là đại trận địa sát, trận giác đều ở chung quanh, chúng ta trực tiếp tiến vào đại điện sau đó nhổ một trận rác, đại trận sẽ bị phá phân nửa, tới lúc đó đại trận sẽ không còn là vấn đề. Đới cương tử nói, vậy là tốt rồi, đây là địa bàn của đới tông chủ, tất cả do đới tông chủ định đoạt, phi linh môn ta sẽ liều mình tiếp quân tử, cùng đới tông chủ liều mạng một phen. Lục thiếu du nói, đa tạ lục trưởng môn, đới cương tử cảm kích nói, lúc này hắn đã biết thế lực của lục thiếu du, cho nên hắn không dám xem thường lục thiếu du nữa. Lúc này phía sau lục thiếu du có ba người, có hai người không cần đoán hắn cũng biết đó chính là Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Bất luận một người nào cũng không phải là người mà hắn có thể chống lại. Một canh giờ sau, trước mắt lục thiếu du xuất hiện một mảnh kiến trúc liên miên, chính là thành quỷ vũ. Nếu như bằng vào tốc độ của thiên sĩ tuyết sư muốn tới quỷ vũ tông chỉ mất một ngày một đêm. Thế nhưng cưỡi yêu thú phi hành của quỷ vũ tông lại mất tới ba ngày. Trong nháy mắt này, Bạch Linh và Tiểu Long trên vai Lục Thiếu Du không biết từ khi nào đã chui vào trong ống tay áo Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Thành Quỷ Vũ, ánh mắt của đối cương tử lúc này không khỏi run rẩy. Thành Quỷ Vũ phồn hoa không gì sánh được, cư dân trong thành hơn một nghìn vạn, dòng người đông đúc, trong phương viên vạn dặm chung quanh đây chính là địa phương náo nhiệt nhất, cũng là nơi trọng yếu nhất của Quỷ Vũ Tông. Siêu siêu, tham kiến Phó Tông Chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Ngoài cửa thành, đệ tử của Quỷ Vũ Tông lập tức hành lễ, mọi người lập tức áp chế yêu thú tỏa kỵ chậm rãi đi vào thành trên lưng yêu thú phi hành lục thiếu du nhìn vào thành quỷ vũ trước mắt liếc mắt nhìn một cái kiến trúc liên miên không dứt trên những con đường chung quanh có không ít thương nhân vũ giả lui tới vô cùng náo nhiệt loại náo nhiệt này hơn xa trấn hoa môn hiện tại chúng trưởng lão và hộ pháp trên lưng yêu thú phi hành đã cảm nhận được áp lực mà lúc này tiếng ồn ào trong thành quỷ vũ truyền tới dòng người trên đường như nước chảy không ngừng di động vô cùng náo nhiệt yêu thú phi hành bay thẳng tới quỷ vũ tông ở trung tâm quỷ vũ thành ngọn núi khổng lồ kia đứng sừng sững trong quỷ vũ thành diện tích vô cùng lớn từ trên nhìn xuống bốn phía đều là một mảnh kiến trúc liên miên trên ngọn núi cũng có không ít kiến trúc được kiến tạo vô cùng đồ sộ lúc này toàn bộ người trên yêu thú phi hành đều không khỏi sao động mấy người trưởng lão và hộ pháp của quỷ vũ tông lúc này đã biết bọn họ trở lại quỷ vũ tông để làm gì đông vô mệnh thanh hỏa lão quỷ lộc sơn lão nhân cũng có chút ba động quỷ vũ tông bọn họ không đặt vào trong mắt, thế nhưng trên quỷ vũ tông có một người bọn họ không thể không rè chưng, đó chính là đới lão quỷ, thực lực của đới lão quỷ không phải tầm thường chút nào. Phù, trên quỷ vũ tông, yêu thú phi hành đáp xuống một cái sân rộng, mọi người trên lưng yêu thú nhảy xuống. Tham kiến phó tông chủ, trên ngọn núi, không ít đệ tử nhìn thấy đới cương tử lập tức hành lễ. Vương hộ pháp, tôn hộ pháp, các ngươi xuống phía dưới sắp xếp, điều động tất cả những đệ tử chúng ta có thể điều động phong tỏa quỷ vô tông bất luận một kẻ nào cũng không được lên núi ai dám trái giết bất luận tội đới cương tử nói vâng tông chủ tức thì hai hộ pháp lập tức xuống phía dưới sắp xếp lục trưởng môn chúng ta có thể đi đới cương tử nói với lục thiếu du lục thiếu du gật đầu ánh mắt quét về chung quanh rồi lập tức đi theo phía sau đới cương tử tiểu tử tất cả phải cẩn thận không thể sơ ý đông vô mệnh truyền âm nói với lục thiếu du một lát sau một tòa sơn môn to lớn xuất hiện trong mắt lục thiếu du trên sơn môn có treo một tấm hoành phi lớn trên mặt khác ba chữ quỷ vũ tông vô cùng khí phách nhìn vào tấm hoành phi này lục thiếu du cũng không xa lạ gì khóe miệng hắn khẽ mỉm cười ngày này rốt cuộc cũng tới hôm nay tất cả phải dựa vào lục trưởng môn tương trợ rồi đới cương tử nói đới tông chủ yên tâm chỉ cần ngươi không sao động hôm nay chính là ngày ngươi giành được chức vị tông chủ lục thiếu du nói tham kiến phó tông chủ Tham kiến chư vị trưởng lão. Sau sơn môn là một thông đạo vô cùng dài hướng về phía trước. Lúc này có không ít đệ tử hành lễ, thế nhưng một tiếng phó tông chủ kia cũng khiến cho đối cương tử vô cùng khó chịu. Những đệ tử quỷ Vũ tông bình thường này Lục Thiếu Du cũng không đặt vào trong mắt. Chỉ cần giải quyết được đối lão quỷ kia coi như đại thế của quỷ Vũ tông đã mất, hắn cũng có thể yên tâm không ít. Tham kiến phó tông chủ. Lúc này lại có mấy đệ tử trong tông hành lễ, mấy người này so với mấy đệ tử khi trước mạnh hơn không ít ba vũ phách tam trọng, một vũ phách ngũ trọng. Các ngươi đi đi, đới cương tử nói với bốn người này. Phó tông chủ, hôm nay là ngày chúng ta trông coi đại trận địa sát, nếu như rời khỏi đây tông chủ sẽ trách phạt. Vũ phách ngũ trọng kia nói, vậy thì chết đi, vẻ mặt đới cương tử trầm xuống, nói xong đồng thời thân ảnh nhoáng lên, ba vị trưởng lão phía sau đới cương tử cũng lập tức ra tay. Siêu siêu, bốn đạo công kích, bốn cỗ chân khí trong nháy mắt tràn ra, bốn đệ tử vũ. Phách của quỷ vũ tông dường như không ngờ tới phó tông chủ và chúng trưởng lão lại xuất thủ với bọn họ. Bốn người còn chưa kịp phản ứng thì từng đạo công kích mạnh mẽ trong nháy mắt đánh vào cơ thể bọn họ, ngay cả hộ thân cương khí cũng không kịp bố trí, trong nháy mắt bị đánh chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hừ, đối cương tử lạnh lùng hừ một tiếng, thủ ấn nhanh chóng được kết, mấy đạo lưu quang ẩm ẩm đánh về phía một tảng đá phía trước. Phanh, chỉ trong nháy mắt, bề ngoài tảng đá kia đột nhiên nứt nẻ, một cỗ khói xanh thoát ra, trong nháy mắt một ngọn giản nhỏ bằng bàn tay hiện lên trước mặt mọi người. Trận giác, lục thiếu du nhíu mày, trên ngọc giản này có một cỗ năng lượng rất mạnh, đối với thứ này lục thiếu du cũng không xa lạ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đây chính là trận giác của một trận pháp. Thu, vẻ mặt đới cương tử trầm xuống, thủ ấn lần thứ hai biến đổi, một cỗ chân khí khổng lồ trong tay nhanh chóng bao phủ trận giác kia, trong nháy mắt từ xa hút lại. Âm ầm trận giác này bị rút ra tức thì toàn bộ ngọn núi lay động một chút chương 728, Chiến quỷ Vũ Tông 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đại trận địa sát này bảo vệ toàn bộ ngọn núi, trận pháp đã bị phá hơn phân nửa. Thế nhưng cường giả trên quỷ Vũ Tông có lẽ hiện tại đã biết có chuyện xảy ra, phỏng chừng bọn chúng sẽ lập tức tới đây. Đới cương tử nói, đông lão, trước tiên người tới hậu sơn đi, đằng này giao cho tiểu tử là được. Lục thiếu dung nghiêng người nói với thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Cẩn thận một chút, ta đi tới hậu sơn trước. Đông vô mệnh nói xong, thân ảnh khẽ nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Cảm nhận khí thức quanh người thôi hồn độc suốt đông vô mệnh, sắc mặt đới cương tử có chút biến hóa, sự ba động của khí thức kia cũng khiến cho hắn không khó nhìn ra thực lực của đông vô mệnh, tuyệt đối rất mạnh mẽ, thế nhưng lúc này hắn cũng không biết người kia là ai mà thôi. Siêu, cùng lúc đó, trong ống tay áo lục thiếu du, một đạo bạch quang lóe lên rồi lập tức biến mất. Ô, lúc này, một thanh âm sắc bén vang vọng trong không trung, quanh quần ở trên ngọn núi khổng lồ lục trưởng môn, chúng ta đi thôi. Đới cương tử nhìn về phía trước, ánh mắt trầm xuống nói. Đi thôi, lục thiếu du nói, tay áo run lên, lập tức đi về phía trước. Đi qua mấy, hành lang, lúc này một cái sân rộng hiện lên trước mặt hắn. Trước sân rộng lúc này có hơn một nghìn đệ tử quỷ vũ tông đang chạy tới sân rộng, trong đại điện có hơn 10 đạo thân ảnh bước ra đại điện. Tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão lúc đoàn người đới cương tử đi tới sân rộng có không ít đệ tử quỷ vũ tông vội vã hành lễ. Nhanh đi kiểm tra, bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong đại điện, thanh âm của đới đường truyền ra, có vẻ vô cùng kinh hãi. Phó tông chủ đã trở về, tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Đám người đới cương tử lập tức đi qua sân rộng, nhìn thấy lục thiếu du vào lộc sơn lão nhân, thanh hỏa lão quái đeo áo choàng phía sau, mọi người vô cùng nghi hoặc. Các đệ tử nghe đây, bên ngoài không xảy ra chuyện gì tất cả lui đi đới cương tử đi lên phía trước rồi khẽ quát lên một tiếng nhị đệ để trở về rồi sao trong đại điện đới đường nhanh chóng đi ra bên ngoài nhìn đới cương tử rồi lại nhìn vào lục thiếu du và hai người lộc sơn lão nhân thanh hỏa lão quỷ phía sau người có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ đúng không nhìn thấy đới đường đới cương tử không nhịn được mà nói trong giọng nói tràn ngập hận ý đới đường sừng sốt đương nhiên là hắn có thể nhìn thấy được hận ý trong mắt đới cương tử hắn biết sắc nói nhị đệ lẽ nào ngươi không bắt được lục thiếu du hừ ngươi còn giả bộ tới khi nào lục trưởng môn đã nói tất cả cho ta biết ta quả thực không nghĩ tới đới đường không ngờ ngươi lại thâm độc như vậy đới cương tử tức giận nói nhị đệ đệ nói cái gì vậy vẻ mặt đới đường trầm xuống cha có chuyện gì vậy trong đoàn người có một thân ảnh mặc hoa phục chạy tới trước người đới cương tử chính là đới trường vân nhi tử của đới cương tử. Lúc này đới trường an cũng tới bên người đới đường, ánh mắt hai người này lập tức nhìn vào lục thiếu du, những chuyện phát sinh khi trước trên đại hội tông môn bọn họ đương nhiên còn nhớ rõ, cho nên không quên lục thiếu du. Đới tông chủ, ngại quá, hiện tại ta lựa chọn hợp tác với đới phó tông chủ. Người quả thực quá mức thâm độc, ta cũng không muốn hợp tác với người như vậy. Lục thiếu du ngẩng đầu ánh mắt nhìn vào đới đường rồi nói. Lúc này, ánh mắt lục thiếu du đã sớm đảo qua đám trưởng lão, hộ pháp phía sau đối đường. Lục thiếu Du cũng không khỏi giật mình, gần đây tổn thất của quỷ vũ tông cũng không ít, thế nhưng không ngờ lại còn hơn 10 vũ tướng, hơn nữa phía sau đối cương tử còn có thêm 4 người, tức là có gần 20 vũ tướng, về phần hộ pháp và chúng vũ phách thì có gần 200 người, loại thực lực này có thể nói là rất mạnh. Trong mắt Lục thiếu Du lúc này cũng xuất hiện khá nhiều linh giả. Trong đó không ngờ có 4 linh tướng, mười mấy linh phách, linh sư không ít. Mà linh giả đầu lĩnh Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, khi trước trên đại hội tông môn ở Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du đã từng gặp qua, người. Này họ đoàn chính là linh tướng cửu trọng, lúc này chỉ sợ tu vi của hắn cũng đã có tiến bộ. Từ trong miệng đối cương tử Lục Thiếu Du cũng nghe nói đoạn trưởng lão này không giống bình thường. Là một vị đại sư trận pháp, trận pháp của Quỷ Vũ Tông là do một tay hắn bố trí. Trận pháp này đủ để vây khốn những vũ suất không hiểu trận pháp vào bên trong, khó có thể thoát ra ngoài được vì vậy người này lục thiếu du cũng không chú ý nhiều lắm ba linh tướng còn lại một người là linh tướng lục trọng một linh tướng tứ trọng một linh tướng nhất trọng trung quy thực lực cũng không yếu muốn nhìn thực lực một sơn môn thì chỉ cần nhìn vào thực lực linh giả trong sơn môn là có thể nhìn ra được một chút lục thiếu du đoán có lẽ đây là toàn bộ thực lực của quỷ vũ tông thực lực như vậy cũng đã là rất mạnh rồi các ngươi có ý gì muốn tạo phản sao đới đường quát lớn một tiếng trong đầu không hiểu ra sao cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tạo phản, đối đường, ta tạo phản cái gì? Người đừng quên, ta cũng có thể làm tông chủ quỷ vũ tông. Đối cương tử lạnh nhạt nói một tiếng, người bất nhân vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Sau này tông chủ quỷ vũ tông cũng chỉ có ta, và ta với người cũng không có quan hệ gì nữa. Đối cương tử, người biết người đang nói gì không? Người thực sự muốn tạo phản sao? Đối đường phẫn nộ nói, ha ha, đối cương tử cười lớn, lập tức lớn giọng nói, tất cả hộ pháp, trưởng lão, đệ tử nghe đây. Đới đường bất nhân muốn dồn ta vào chỗ chết, may mà lần này ta đại nạn không chết. Đới đường cũng không trở thành tông chủ quỷ vũ tông ta được nữa. Hôm nay những người ủng hộ ta thì sau này ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Thế nhưng những người đối đầu với ta, ngày sau đừng trách ta vô tình. Đới cương tử nói, quanh âm quanh quẩn trong tai mọi người. Sắc mặt không ít người đại biến, đới cương tử, đới đường bất hòa, chuyện này trong quỷ vũ tông có vô số trưởng lão và hộ pháp đều biết lúc này nói ra dường như cũng không có ai kinh ngạc. Đối cương tử vừa dứt lời, lúc này đã có không ít đệ tử lùi bước đi tới bên người đối cương tử. Lập tức lại có ba trưởng lão, 10 hộ pháp, còn có hơn 10 vũ phách không chút do dự đi tới bên người đối cương tử. Nhìn thấy tất cả những thứ này, lục thiếu du nhíu mày, xem ra đối cương tử này đã sớm có an bài, âm thầm phát triển thực lực của mình. Thế nhưng cỗ thế lực này so với đối đường dường như vẫn còn yếu hơn một chút. Đối cương tử, người biết người đang làm gì không? sắc mặt đới đường đại biến, hắn biết đới cương tử luôn mơ ước trước vị tông chủ, thế nhưng hắn thật không ngờ, đới cương tử này ngày hôm nay lại lớn mật như vậy. Đới tông chủ, việc đã tới nước này hà tất người phải giả bộ. Lục Thiếu Du mở miệng nói, chương 729, Chiến quỷ Vũ Tông 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục Thiếu Du, người có ý gì? Phi linh môn các ngươi càng lúc càng lớn. Mật, đừng tưởng rằng quỷ vũ tông thực sự sợ các ngươi. Đới đường nhìn lục thiếu du, một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra. Đới đường, người vô sỉ thâm độc, lại lợi dụng ta đối phó với phó tông chủ. Hừ, đáng tiếc kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Lục thiếu du cười lạnh nói. Nực cười, ta cấu kết với phi linh môn các người đối phó với đới cương tử kia lúc nào. Phi linh môn các người có thực lực kia sao? Đới đường cả kinh nói. Đới đường, ta chính tay nghe thấy, lẽ nào còn giả bộ sao? Ngươi không cần phải chối. Đới đường lạnh nhạt nói. Đới cương tử, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào phi linh môn này có thể đối phó với ta được sao? Nói như vậy, đại trận địa sát bị tổn hại cũng là do ngươi cố ý gây nên. Đới đường lạnh nhạt nói, hừ, đới cương tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ hàn ý bắn ra, nói, đới đường hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong. Tất cả trưởng lão hộ pháp quỷ vô tông nghe lệnh, đới cương tử cấu kết ngoại nhân tạo phản, dựa theo tông quy nên xử trảm, giết không tha. Đới đường lạnh lùng quát một tiếng chúng trưởng lão hộ pháp phía sau hắn còn có chúng đệ tử lập tức bày ra tư thế nghênh địch sắc mặt cả đám vô cùng ngưng trọng tất cả mọi người nghe lệnh giết đới đường phía sau đới cương tử chúng hộ pháp và trưởng lão cũng rút đao kiếm ra hưởng ứng toàn bộ không gian lập tức chìm trong bầu không khí dương cung bạt kiếm lục thiếu du nhíu mày thực lực của đới cương tử rõ ràng có chút không đủ đới đường ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đới cương tử lạnh lùng quát lên một tiếng chân khí quanh thân tức thì bùng ra thân ảnh trong nháy mắt lao thẳng tới đối đường. Xiết toàn bộ cho ta, đoạn trưởng lão, nhanh đi khởi động đại trận địa sát. Ta muốn cho bọn chúng không thể rời khỏi quỷ vô tông. Thanh âm của đối đường vừa dứt, đồng thời chân khí quanh người khuếch tán, không gian chung quanh gấp khúc. Một cỗ khí tức mơ hồ từ trong cơ thể hắn tràn ra, cỗ khí tức này cũng vô cùng kinh khủng. Thân thể lập tức lao về phía đối cương tử, giết, lúc này, theo sự xuất thủ của đối cương tử và đối đường, trưởng lão, hộ pháp, đệ tử hai phái cũng biết lập trường của mình. Quỷ vũ tông ngày hôm nay nhất định sẽ biến đổi, cho nên cả đám không có chút do dự, lập tức lao thẳng về phía trước, bắt đầu xuất thủ. Siêu, trong đoàn người, một đạo thân ảnh lắc mình rời đi, trong nháy mắt biến mất. Y theo kế hoạch tiến hành, lục thiếu du đưa mắt nhìn về phía trước rồi phất tay nói với lộc sơn lão nhân và thanh hỏa lão quỷ ở phía sau. Nói xong, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phanh phanh, trong nháy mắt này, thanh âm ninh tai nhức óc vang lên phía chân trời. Hai cường giả vũ suốt tam trọng đới đường và đới cương tử chỉ giao thủ một chiêu, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc quét qua khiến cho toàn bộ bầu trời đột nhiên lắc lư. Những đệ tử quỷ vũ tông chung quanh lập tức bị đánh bay. Xung quanh khu vực giao chiến của hai người này không phải là chỗ mà những người bình thường có thể tới gần. Khục khục, trong kinh khí cuồng bạo, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui. Dường như thương thế trên người đối cương tử vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên lúc này hắn đã rơi vào thế hạ phong. Ha ha, đối đường, chết đi cho ta. Trong nháy mắt này, một tiếng cười âm lệ truyền ra, thân ảnh của Lộc Sơn lão nhân trong nháy mắt lao thẳng về phía đối đường, vừa rồi hắn vẫn thu liếm khí tức. Lúc này khí tức tràn ra, khí tức này khiến cho người ta kinh hãi. Mỗi một lần thân thể di động khiến cho không gian trực tiếp gợn sóng. Thực lực thật mạnh mẽ, các hạ là người phương nào. Đới đường đã sớm để mắt tới Lộc Sơn lão nhân và thanh hỏa lão quái phía sau Lục Thiếu Du. Thế nhưng có áo choàng che khuất cho nên đới đường căn bản không biết hai người này rốt cuộc là ai. Lúc này cảm nhận được thực lực của Lộc Sơn lão nhân khiến cho hắn lập tức sắc. Từ khí tức trên người đối phương, hắn đã nhận ra bản thân mình không phải đối thủ của đối phương. Hừ, ta là ai người còn chưa xứng biết. Lộc Sơn lão nhân nở nụ cười quái dị, đồng thời bàn chân khẽ bước một bước, thân thể giống như quỷ mị đánh thẳng về phía đối đường, Chân khí thổ hệ cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra. Trong nháy mắt quang mang này khiến cho toàn bộ mặt đất run rẩy, không ngừng có những cái khe xuất hiện trên sân rộng. Nhìn thấy thanh thế của đối phương như vậy, sắc mặt Đối Đường đại biến, thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với hắn. Oanh, mà lúc này, Lộc Sơn lão nhân cũng không cho Đối Đường nhiều thời gian, bàn tay nắm chặt, chân khí trên người ba động, một đạo trưởng ấn hơn nghìn thước đột nhiên hội tụ trong không trung, trong nháy mắt đánh về phía đối đường. Thật mạnh mẽ sắc mặt đới đường hoàng hốt, thế nhưng hắn cũng không quên xuất thủ. Chân khí trong cơ thể bạo phát, sau đó hóa thành một vòng quang mang thổ hệ đánh về phía trước, đồng thời cũng nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí quanh người. Phanh phanh, hai người đều là vũ giả thổ hệ, hai đạo công kích va chạm vào nhau tức thì nổ vang. Kinh khí cường hãn khuếch tán ra bốn phía, âm thanh bạo liệt vang vọng không gian, vô số tảng đá trên mặt đất bị nốc lên. Khục khục, lực lượng cường hãn khuếch tán, cước bộ đới đường tức thì lảo đảo, trực tiếp lùi lại hơn 10 bước, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu, hộ thân cương khí quanh người trực tiếp nứt nẻ. Một chiêu bị thương, sắc mặt đới đường lập tức đại biến. Hắn quay đầu về phía sau nói, bố trí thất tinh thất sát trận, siêu siêu, nghe thấy đới đường nói vậy tức thì sáu đạo thân ảnh trong nháy mắt đẩy lùi đối thủ rồi nhảy ra, sau đó nhanh chóng tới bên người đới đường. Trong sáu người có thêm bốn trưởng lão vô tướng, Đỗ Vân Sơn vô tướng bát trọng cũng ở trong đó. Mặt khác còn hai vô tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng một linh tướng lục trọng và một linh tướng tứ trọng sáu người tới phía sau đới đường đều tự đánh ra thủ ấn tức thì bảy người cùng tiến lùi vô hình chung dựa theo một loại phương thức nào đó thủ ấn được kết trong không trung lập tức có một cỗ lực lượng quỷ dị hội tụ thân ảnh bảy người lấy đới đường dẫn đầu thân ảnh tạo thành một chuỗi tàn ảnh liên miên không dứt quanh thân bảy người lập tức bạo phát ra chân khí và linh lực hùng hồn dường như có liên kết với một loại năng lượng trong thiên địa thôi động một loại lực lượng quỷ dị, tức thì uy thế bảy người tạo ra đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tốc độ chuyển động của bảy người nhanh hơn, hư hư thực thực, mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, khí tức theo sự di chuyển của thân ảnh bảy người ngày càng kinh khủng. Mà không gian xung quanh bảy người lúc này áp lực càng lúc càng lớn. Bảy người lập tức tiến về phía trước bao vây Lộc Sơn lão nhân. Một người phá trận, thân ảnh thanh hỏa lão quỷ đi tới bên người Lộc Sơn lão nhân, thanh âm nhàn nhạt vang lên chương 730, Chiến quỷ Vũ Tông 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Là một tàn trận, thế nhưng muốn phá cũng có chút phiền phức. Lộc Sơn lão nhân nhướng mày nói, sắc mặt đới đường lúc này vô cùng bình tĩnh, thất tinh sát chập này đương nhiên hắn có chút hiểu rõ. Tuy rằng bảy người đới đường thực lực không mạnh cho lắm, thế nhưng bảy người phối hợp thì thực lực đại tăng, chỉ sợ muốn phá trận cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngọn núi của quỷ Vũ Tông vô cùng khổng lồ, khoảng cách từ đỉnh núi cho tới phía sau núi cũng không ngắn. Phía sau núi, từng tảng đá kỳ lạ san sát, cây cối sum xuê, dạng trúc liên miên. Sườn núi có mây mù lượn lờ, trên vách núi đột nhiên có một con đường nhỏ. Lúc này trên một thạch bích, có một cái cửa đá lớn xuất hiện. Một đạo thân ảnh đáp xuống mặt đất, trước tiên thân ảnh này đánh ra từng đạo thủ ấn, trong nháy mắt có một cỗ lưu quang màu đen khuếch tán, ầm ầm đánh vào bên ngoài cửa đá. Là kẻ nào xông vào quỷ vũ tông ta? trong cửa đá lập tức có một thanh âm già nua truyền ra cửa đá nổ tung một đạo thân ảnh từ bên trong lao ra ha ha đới lão quỷ ngươi vẫn chậm một bước có lẽ ngươi không nghĩ tới có người sẽ đánh tới cửa nhà ngươi chứ đông vô mệnh lớn tiếng cười cuối cùng một đạo thủ ấn được kết tức thì toàn bộ cửa đá trong khoảnh khắc xuất hiện khói độc màu đen rồi nháy mắt toàn bộ không gian được bao phủ bởi một làn khói đen thôi hồn độc xuất đông vô mệnh là ngươi người tới quỷ vũ công ta làm gì trong làn khói độc tức thì có một tiếng quát kinh hãi vang lên. Không có gì, nhị tử ngươi nhờ ta tới giết ngươi, lấy quỷ vũ tông của ngươi mà thôi. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh cười nhạt một tiếng. Đông vô mệnh, ta không để yên cho ngươi. Nói xong, thanh âm bên trong làn khói đen nức cụt, từng tiếng nổ kinh thiên vang lên trong bầu trời. Người ở bên trong đã bắt đầu công kích, mỗi một đạo công kích đánh ra đều khiến cho không gian gấp khúc rồi bị tàn phá. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập làn khói đen kia nhìn như yếu đuối thế nhưng lúc này không gì phá nổi. Chỉ cần làn khói bị đánh tan một chút lập tức lại được ngưng tụ, trong làn khói có một mùi vô cùng gai mũi xuất hiện. Hừ, đới lão quỷ, độc trận của ta bằng vào ngươi há có thể phá vỡ. Ngươi chậm rãi phá đi, có lẽ trò vui trong xào huyệt của ngươi ngươi cũng không được nhìn thấy. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nở nụ cười lạnh lẽo. Hỗn đàn, đông vô mệnh, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đám xương độc, tiếng giết gào vang lên, công kích cuồng bạo liên tục tuôn ra làm cho không gian cũng run rẩy theo. Siêu siêu, trong sân rộng, lúc này thân ảnh lục thiếu du đang tiến về phía trước. Trước sân môn, tại một trận giác khi trước đối cương tử thu đi, một thân ảnh màu xanh xuất hiện, ánh mắt nhìn vào trận giác không khỏi trầm xuống. Người này chính là linh tướng cửu trọng của quỷ vũ tông. Địa vị ở quỷ vũ tông chỉ thua đối cương tử, thân là linh giả, lại hiểu bầy binh bố trận và có tu vi linh tướng cửu trọng, địa vị trong quỷ vũ tông không cần nói cũng biết. Đoạn trưởng lão, người muốn chữa trị địa sát trận sao? Một thân ảnh lập tức xuất hiện phía sau, lục thiếu du, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Sắc mặt vị đoạn trưởng lão này trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía sau lục thiếu du thấy không có ai tức thì trong mắt hắn bắn ra một cỗ hàn ý. Vậy thì thử xem là biết, lục thiếu du lạnh nhạt nói một tiếng, thanh âm vừa dứt bàn chân khẽ điểm một cái, vòng xoáy dưới chân chợt lóe trực tiếp đánh về phía linh. Tướng cửu trọng kia, lục thiếu du cũng là linh giả, đương nhiên biết một ít nhược điểm của linh giả. Nếu như cận chiến, thân thể linh giả không mạnh mẽ được như vũ giả rất dễ tổn hại. Mà lúc này đối mặt với một linh tướng cửu trọng, lục thiếu dù cũng không dám có chút sợ ý nào, linh giả so với vũ giả đồng cấp thì khó dây vào hơn nhiều. Muốn chết, nhìn thấy lục thiếu du lao thẳng tới, đoạn trưởng lão kia nhíu mày, dường như cảm giác được khí thế của lục thiếu du cũng không kém. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, không có một chút do dự gì linh lực trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra linh lực hóa thành một tấm lưới lớn nhanh chóng đánh xuống mang theo khí thế phô thiên cái địa tiến về phía lục thiếu du hư ảm nhiên tiêu linh trưởng lục thiếu du lạnh lùng quát một tiếng hắn đã sớm có phòng bị từng đạo thủ ấn phức tạp trong tay bỗng nhiên được kết chân khí bàng bạc trong kinh mạch tuôn ra rồi hội tụ trong lòng bàn tay khí tức đột nhiên kéo lên một trưởng ấn trong suốt đột nhiên xuất hiện trong tay lục thiếu du không dừng lại một chút nào Lục Thiếu Du nhanh chóng đẩy tay về phía trước. Trường ấn trong suốt như một khối ngọc kia bắn về phía trước, nhanh chóng bành trướng, không gian chung quanh rung động kịch liệt, từng gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Tất cả chỉ trong nháy mắt, không gian chung quanh trường ấn rít gào, cuối cùng trường ấn khổng lồ va chạm với linh lực phô thiên cái địa kia. Phanh phanh, hai đạo lực lượng va chạm, thanh âm bạo liệt vang lên giữa không trung. Kinh khí tán loạn, kinh phong bắn ra tứ phía. Lục quang lúc này trong nháy mắt tạo thành những đường vòng cung quỷ dị mang theo kình phong liên miên không dứt chồng chất lên nhau, giống như thiên la địa võng. Hai đường vòng cung kinh người này trong chớp mắt chồng chéo lên nhau. Không gian chung quanh gấp khúc, rung động liên tục, tản ra một cỗ khí. Tức vô hình lan tỏa ở chung quanh, ngay khi khí tức cuồng bạo này trong nháy mắt khuếch tán, cùng lúc đó trên tay trái lục thiếu du đột nhiên có một đạo trưởng ấn khổng lồ chừng trăm thức hiện lên. Mà khi trưởng ấn này xuất hiện, nhiệt độ trong không gian đột nhiên giảm xuống hàn băng ấn một tiếng quát nhẹ từ trong miệng lục thiếu du truyền ra trưởng ấn được đẩy đi một cỗ hàn khí cuồng bạo tới cực hạn khuếch tán giống như một cơn sóng nhanh chóng lan tràn ra chung quanh trưởng ấn mang theo khí tức lạnh lẽo cùng với năng lượng ba động hung hăng đánh về phía trưởng lão họ đoạn kia công kích hệ thủy vừa rồi dưới đạo công kích thứ nhất trưởng lão họ đoạn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào linh lực dưới trưởng ấn quỷ dị kia tiêu hao không ít lúc này đạo công kích thứ hai của đối phương nhanh như thiểm điện bắn tới không cho hắn thời gian kịp thở, loại tốc độ cường hãn như vậy khiến cho hắn vô cùng giật mình. Cũng may linh tướng cửu trọng như hắn cũng không phải là kẻ yếu, trong lúc bối rối linh lực trong tay lập tức hội tụ, một cỗ linh hỏa bắn về phía trước. Linh hỏa này cũng vô cùng bất phàm, nhanh chóng đốt cháy sóng gợn không gian tạo thành một màu đỏ tươi. Cạch cạch, hàn băng ấn của Lục Thiếu Du đánh xuống, không gian dưới một loại trạng thái cực kỳ quỷ dị trong nháy mắt đóng băng. Trong hàn khí đầy giấy, một cỗ năng lượng như thực chất điên cuồng di chuyển không gian dưới cỗ năng lượng bạo động này trở nên cuồng loạn. Khí tức lạnh lẽo và nóng bỏng va chạm với nhau, hai cỗ công kích thuộc tính trái ngược va chạm khiến cho thanh âm bạo tạc vang vọng thiên địa. chương 731, Linh tướng cửu trọng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Phanh phanh, tiếp theo, không gian như nứt ra, từng tiếng nổ giống như tiếng sấm sét vang lên. Không gian chung quanh trực tiếp bị xé mở, từng khối băng nhỏ bị vỡ, hỏa diễm tràn ngập, khí tức nóng bỏng và hàn khí tràn ngập không gian, dưới lực lượng cuồng bạo không gian dao động mạnh mẽ kinh khí tàn sát bỡ bãi dư âm năng lượng khuếch tán ra bốn phía chung quanh phanh 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 lực lượng cường hãn như vậy ảnh hưởng mặt đất chung quanh ngọn núi bị san bằng đất đá đổ nát đá vụn bay tứ tung giống như sơn băng địa liệt khục khục dưới kinh khí đáng sợ này trưởng lão họ đoạn kia đột nhiên bị đẩy lùi về phía sau sắc mặt tái nhơ miệng phun ra một ngụm máu ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước vũ khí huyền cấp sau khi lùi lại hơn 10 bước Lúc này ánh mắt trưởng lão họ đoạn trầm xuống, thanh thế công kích vừa rồi không phải vũ kỹ bình thường có thể có, ít nhất cũng phải đạt tới huyền cấp sơ giai mới làm được. Khục khục, lúc này lục thiếu du cũng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, quanh thân không biết từ khi nào đã bố trí thanh linh khải giáp, chống lại linh tướng cửu trọng thế nhưng huyết khí trong cơ thể hắn cũng chỉ nhộn nhạo, không có trở ngại quá lớn. Lục thiếu du dám một mình đuổi theo đương nhiên cũng có nắm chắc. Linh tướng cửu trọng vậy thì thực lực cũng tương đương với vũ tướng cửu trọng lúc này bằng vào thực lực vũ tướng thất trọng của hắn, lại thêm đan điền khổng lồ, còn có thanh linh khải giáp, vũ kỹ huyền cấp, lục thiếu du cũng không quá đặt trưởng lão họ đoạn này vào trong lòng. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là linh hồn công kích. Siêu siêu, chuyện lục thiếu du lo lắng đã xảy ra, trưởng lão họ đoạn kia không có bất cứ một chút do dự nào lập tức thi triển linh hồn công kích. Trong chốc lát, thủ ấn trong tay trưởng lão họ đoạn mạnh mẽ biết hóa, quanh thân xuất hiện một cỗ năng lượng kinh khủng khiến cho tim đập nhanh bị năng lượng kinh khủng này công kích, Lục Thiếu Du cảm thấy trong đầu vô cùng khó chịu, một cỗ lực lượng áp chế vô hình đang đè nén linh hồn của hắn. Trong nghi tâm trưởng lão họ đoạn kia đột nhiên có một đạo bạch quang bắn ra, tốc độ giống như thiểm điện, vô cùng nhanh chóng khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Đạo bạch quang này xuất hiện khiến cho toàn bộ không gian đột nhiên bị đình trệ, bạch quang chói mắt này bắn tới trước người Lục Thiếu Du. Lão đại, để đệ, đệ đối phó với hắn, ngay khi đạo bạch quang trói mắt kia tới vị trí cách lục thiếu du 10 thước thì trong lòng lục thiếu du có một đạo quang mang màu vàng trong nháy mắt bắn ra. Ngao, một tiếng rít gào lớn đột nhiên vang lên, đồng thời thân ảnh tiểu long xuất hiện, trên đầu nó, con mắt thứ ba hiện lên, một cỗ kim quang trong mắt bắn ra. Đạo bạch quang kia đột nhiên dừng lại, dường như trong kim quang này có một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đạo bạch quang, trói mắt vô hình bị đạo kim quang này ngăn cản không cho tiến tới phía trước. Tiếp theo, một màn vô cùng quỷ dị xuất hiện, đạo bạch quang trói mắt chừng trăm thước kia bị tiểu long thôn vệ vào bên trong con mắt thứ ba. Đồng thời thân thể tiểu long nhanh chóng bành trướng, trong con mắt thứ ba kim quang quanh quẩn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng trực tiếp công kích trưởng lão họ đoạn. Siêu, lưu quang bắn về phía trước mang theo cỗ khí tức đáng sợ nhanh chóng khuếch tán. Khí tức này khiến tim người ta đập nhanh, phảng phất như ngay cả linh hồn cũng kinh hãi xuất hiện. Khiến sắc mặt trưởng lão họ đoạn kia đại biến, tốc độ của lưu quang này thực sự quá nhanh, khi đạo Lưu Quang bắn tới trước người trưởng lão Hạo đoạn, vị trưởng lão này căn bản chưa kịp thối lui thì một cỗ lực lượng vô hình bao phủ chung quanh khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Bị Lưu Quang bao phủ làm cho ánh mắt hắn cũng dại ra. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hắn mới biết được, một cỗ lực lượng kinh khủng đang đè ép linh hồn hắn, không ngừng phá hủy linh hồn lực của hắn, mà lúc này linh hồn lực của hắn đang nhanh chóng bại trận. Tới lúc này Lục Thiếu Du đã sớm hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi cũng không phải hắn không có biện pháp đối phó chỉ là Tiểu Long đã muốn động thủ thì hắn cũng không phải xuất thủ nữa. Lục Thiếu Du cũng muốn biết thực lực Tiểu Long đã tới bước nào rồi. Đặc biệt là từ đạo công kích bằng kim quang trong con mắt thứ ba của Tiểu Long, Lục Thiếu Du đã nhìn ra được vài thứ, dường như đây là công kích thiên phú của Tiểu Long, uy lực vô cùng cường hãn. Trong đầu trưởng lão họ đoạn lúc này vô cùng nặng nề. Hắn tuy rằng là linh tướng cửu trọng, lúc này linh hồn lực của hắn căn bản không thể chống lại sự xâm nhập của lưu quang kia, một cỗ lưu quang này quá mức quỷ dị, áp chế khiến cho hắn không thể nhúc nhích rồi nhanh chóng đánh tới hồn đan của hắn trên hồn đan lúc này nhanh chóng xoay tròn một cỗ lực lượng nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài ngăn cản thế như trẻ tre của đạo lưu quang kia nhìn thấy trưởng lão họ đoạn dại ra lục thiếu du khẽ cao mày ánh mắt nhíu lại vòng xoáy dưới chân chợt lóe thân ảnh biến mất tại chỗ khi thân ảnh lục thiếu du như quỷ mị xuất hiện thì đã tới trước người vị trưởng lão họ đoạn đang dại ra kia thủ ấn trong tay được kết một cỗ linh lực trong nháy mắt tụ tập năng lượng kinh khủng khiến cho không gian gấp khúc xuất hiện trong sát na trong tay lục thiếu du có một đạo quang mang màu đỏ được ngưng tụ không gian lắc lư tiếng gió rít gào vang lên không ngưng đao hồn quang nhận quang mang trong tay lục thiếu du nhanh chóng được đánh về phía trước như một đường vong cung hoa mỹ tạo thành từng đạo tàn ảnh lại giống như trang tàn cắt ngang qua hư không trực tiếp khiến cho không gian rung động đao mang mang theo một đám tàn ảnh như lưu tinh trực tiếp chém vào trong mi tâm vị trưởng lão họ đoạn Lúc này hai mắt vị trưởng lão họ đoạn vẫn còn dại ra, hoàn toàn mặc kệ công kích của lục thiếu du. Đạo mang mang theo lực lượng kinh khủng, cùng với khí thế sắc bén cắt ngang không gian rồi trực tiếp biến mất trong nghi tâm vị trưởng lão họ đoạn. Hồn đan trong đầu vị trưởng lão họ đoạn kia vô pháp ngăn cản lưu quang trong đầu. Đột nhiên lúc này có một đạo quang mang đỏ rực đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, trực tiếp bổ vào hồn đan. Phanh phanh, tiếng nổ vang như sấm sét vang lên trong đầu vị trưởng lão họ đoạn này. Hồn đan bị nghiền nát, kinh khí đáng sợ giống như thủy triều lan tràn ra. Khiến cho không gian trong đầu hoàn toàn bị phá hủy. Khục khục, bên ngoài, trong miệng trưởng lão họ đoạn đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng đáng sợ. Ánh mắt hắn kinh hãi nhìn lục thiếu du và tiểu long rồi biến mất, thân thể uể oải ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn bị diệt. Lão đại, không cần huynh xuất thủ đệ cũng có thể đánh chết hắn rồi. Thân thể to lớn của tiểu long thu nhỏ lại, lập tức đáp xuống vai lục thiếu du. Chúng ta cần thời gian, tốc chiến tốc thắng, chỉ là. Đáng tiếc, chương 732, giết đới đường 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục Thiếu Du nhìn vào thi thể trưởng lão họ đoạn này, quả thực vô cùng đáng tiếc, nếu như có thể để cho hắn thôn vệ vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng lớn, quả thực vô cùng đáng tiếc a. Gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật trên tay linh tướng cửu trọng này, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Trên sân rộng, tiếng giết chóc từ bốn phía vang lên. Thanh âm bạo liệt không dứt bên tai, Người vốn trước đó là đồng môn đệ tử thì lúc này cũng hạ thủ không có chút lưu tình nào, có thể đây chính là bản tính của con người. Một chỗ trên sân rộng, dưới một cỗ khí thức cuồng bạo có hai đạo thân ảnh đang bị bảy đạo thân ảnh bao vây. Trong vòng công kích này, không gian quanh người lộc sơn lão nhân lắc lư. Một đạo công kích trong tay khiến cho không gian trong nháy mắt như động lại, cuối cùng nhanh chóng đánh về phía đối đường. Phanh phanh, trước người đối đường, một cỗ chân khí phô thiên cái địa bạo phát ra, trong nháy mắt chống lại một quyền của Lộc Sơn lão nhân. Dưới một quyền này không gian bốn phía không ngừng lắc lư. Bước tiến của bảy người cũng dừng lại một chút, thế nhưng Thủy Trung vẫn không thể đột phá được. Ha ha, tàn trận này quả thực có chút quỷ dị nha. Lộc Sơn lão nhân khẽ cười nói, hai vị cung phụng, tốc chiến tốc thắng đi, chúng ta vẫn còn có chuyện khác cần làm. Thanh âm của Lục Thiếu Du nhanh chóng vang lên, rồi thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện ở trên sân rộng. Ánh mắt hắn nhìn đám người đới đường tạo thành trận pháp cũng có chút kinh ngạc. Trận pháp này dưới sự phối hợp của bảy người uy lực tăng cường gấp mấy lần, quả thực có chút kỳ diệu. Quỷ Vô Tông trung quy cũng không phải thế lực bình thường, thủ đoạn trong tông cũng không ít. Ha ha, không thành vấn đề, phá trận thôi." Lộc Sơn lão nhân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thủ ấn được kết, một đạo trưởng ấn mang theo lực lượng khổng lồ, giống như phô thiên cái địa trong nháy mắt đánh về phía đối đường. Dưới lực lượng cường hãn, không gian trong nháy mắt bị đè nén phá cho ta, lúc này thanh hỏa lão quỷ cũng hét lên một tiếng, vẻ mặt bừng bừng, chân khí bạo phát. Đồng thời một cỗ năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra không chung. Một đạo quang trụ bằng hỏa diễm chừng vài trăm thước mang theo lực lượng kinh khủng đánh xuống. Hai cỗ lực lượng này đều vô cùng kinh khủng tức thì đánh vào thất tinh thất sát trận của bảy người đối đường. Phanh phanh, hai đạo lực lượng công kích đồng thời đánh vào trong trận. Kinh phong kinh khủng giống như phô thiên cái địa bạo phát ra. Lực lượng kinh khủng này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Bước tiến của bảy người trong trận dừng lại, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Két két, không gian bao phủ bảy người xuất hiện hiện tượng rạn nứt. Đây hoàn toàn là bị Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ lấy một phương thức mạnh mẽ mà phá trận, dưới lực lượng tuyệt đối, bất luận một trận pháp nào cũng khó có thể chống đỡ. Khục khục, bảy người hầu như cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi. Trên sân rộng Lúc này mảnh sân rộng sớn bị kinh khí dư ba phá hủy, giống như sơn băng địa liệt. Trên mặt đất có những cái khe không ngừng kéo dài, khắp mặt đất lúc này bỗng nhiên run rẩy chu vi mấy nghìn thước chung quanh quảng trường, và ngay cả những tảng đá phía xa xa đều nổ vang một tiếng rồi biến thành bụi phấn. Đất đã bay tứ tung, bụi mù tràn ngập thiên địa. Còn có không ít đệ tử quỷ vũ tông dưới dư ba lực lượng này bị ảnh hưởng tới, trực tiếp bị đánh chết. Một kích do hai người lộc sơn lão nhân và thanh hỏa lão quỷ, những người ở đây không có ai có thể chống lại phanh phanh bảy đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh văng về phía sau vài trăm thước thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất máu tươi chảy ra vô cùng thê thảm khục khục bảy người này rơi xuống mặt đất lại tiếp tục phun ra một ngụm máu may mà còn có chút hơi thở trong nháy mắt lục thiếu du đi tới bên người linh tướng lục trọng và linh tướng tứ trọng kia cả đám người hấp hối cũng may mà còn một hơi thở cuối cùng vừa rồi đánh chết một linh tướng cửu trọng Lục Thiếu Du đã rất tiếc nuối cho nên lần này hắn cũng không muốn Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ đánh chết hết, hiện tại hắn thiếu nhất đó chính là linh tướng để thôn phệ. Siêu siêu, Lục Thiếu Du đánh ra mấy đạo chỉ ấn trên người hai tên linh tướng ngay lập tức, chỉ cần hai người tạm thời không chết là hắn có thể thôn phệ. Khục khục, cách Lục Thiếu Du không xa, Đối Đường khẽ nhúc nhích, cố gắng đứng lên. Đối Đường, người cũng có ngày hôm nay sao? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh đối cương tử xuất hiện trước mặt Đối Đường. Đới Cương Tử, ngươi muốn gì? Muốn giết ta sao? Cha sẽ không bỏ qua cho ngươi." Sắc mặt Đới Đường trắng bệch, ánh mắt nhìn vào Đới Cương Tử rồi nói: "Điều này không cần ngươi lo, lão bất tử kia luôn xem thường ta, vậy thì ngay cả hắn ta cũng giết. Hai người các ngươi đều đáng chết, ta sẽ giết hết các ngươi." Đới Cương Tử nói, "Đới Cương Tử, tên ngu xuẩn nhà ngươi, ta biết ngươi mơ ước trước vị tông chủ từ lâu, ngươi không cần phải làm vậy." Đới Đường nhìn Đới Cương Tử, trong mắt hiện lên sự thê lương ánh mắt bất đắc dĩ kia lại nhìn sang lục thiếu du cách đó không xa tuy rằng hắn không biết đới cương tử đã xảy ra chuyện gì thế nhưng tới lúc này hắn mơ hồ có thể cảm giác được việc này tuyệt đối có quan hệ tới phi linh môn hắn lạnh nhạt nói lục thiếu du tất cả chuyện này có liên quan tới ngươi đúng không ta đã quá coi thường ngươi không ngờ cuối cùng ta lại thua trong tay một tiểu bối ha ha đới đường ngại quá ta không nên nói chuyện của ngươi cho đới phó tông chủ thế nhưng điều kiện của đới phó tông chủ so với ngươi còn cao hơn lục thiếu du mỉm cười nhìn đới đường trong lòng lúc này ít nhiều cũng có chút trột dạ đới đường cũng coi như là bá chủ một phương không ngờ lại thua trong tay đệ đệ mình chỉ sợ chính hắn cũng không nghĩ tới việc này đới tông chủ hiện tại là lúc ngươi nên động thủ giết đới đường sau này ngươi chính là tông chủ duy nhất trên quỷ vũ tông toàn bộ quỷ vũ tông là của ngươi lục thiếu du nhìn về phía đới cương tử rồi nói sau này quỷ vũ tông là của ta Đới cương tử lẩm bẩm nói, ánh mắt mang theo sát ý chậm rãi nhìn vào trên người đới đường. Đới tông chủ, người nghĩ lại mà xem, nếu như không phải vận khí của người tốt thì hiện tại người đã chết. Những dằn vặt mà người phải chịu, sự áp chế mấy năm nay người phải nhận, hiện tại đã tới lúc báo thù rồi. Lục thiếu du nhàn nhạt châm thêm dầu. Nghe lục thiếu du nói vậy, sát ý trong mắt đới cương tử càng đậm, chân khí quanh người bùng ra. Lúc này đới đường đã không còn sức phản kháng nữa. Đới cương tử, tên ngu ngốc này một tên ngu ngốc chân chính A. À. Không, sợ đối thủ như thần, chỉ sợ huynh đệ ngu như heo. Phanh, lời còn chưa dứt, một trường của đối cương tử chụp tới, không gian co rút rồi trong nháy mắt nổ tung. Đối đường bị đánh chết ngay lập tức, thân thể mềm hoạt nằm ở trên mặt đất. chương 733, giết đối đường hai Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Mọi người dừng tay, đối đường đã chết, kẻ nào còn phản kháng nữa giết không tha. Đối cương tử lăng không mà đứng ở trên bầu trời, trong tay sách lấy thi thể của đối đường. Phanh phanh, trên ngọn núi, đám người của đối đường nhìn nhau lập tức ngừng cuộc chiến và hạ binh khí xuống. Đối đường đã chết, cho dù bọn họ chiếm được thế thượng phong, và cho dù liều mạng hơn nữa cũng là vô ích. Đối tông chủ, ở đây giao cho ngươi, nhìn thấy cảnh này sắc mặt lục thiếu du hiện lên vẻ vui mừng. Ánh mắt, bảo lộc sơn lão nhân và thanh hỏa lão quỷ, ngay lập tức ba người đi về phía sau hậu sơn. Phanh phanh, dưới sườn núi thanh âm bạo liệt vang lên không dứt khiến cho toàn bộ ngọn núi rung động trong hắc mang khắp bầu trời kia không gian liên tục rung động giống như tùy thời sẽ nổ tung vậy đông vô mệnh lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi bên trong hắc vụ âm thanh già nua rít gào đột nhiên toàn bộ hắc vụ bành trướng một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo xuất hiện đám khói độc màu đen đậm đặc lúc này đang giãn ra tỏa ra mùi vị khó ngửi năng lượng ba động kịch liệt khiến cho tim người ta đập nhanh không ngớt dường như người ở bên trong đang ngưng tụ một đạo công kích mạnh mẽ gì đó cảm nhận được chuyện này sắc mặt đông vô mệnh trầm xuống hắn đương nhiên có thể biết được những thứ xảy ra trong khói độc của mình đới lão quỷ bên trong đã dùng toàn lực khói độc của hắn không thể vây khốn đới lão quỷ được bao lâu nữa phanh phanh từ phía bên trong khói độc đột nhiên có một tiếng nổ tung vang lên tức thì khói độc giống như sóng lớn bắn ra chung quanh không gian rung động kịch liệt năng lượng kinh khủng như một cơn lốc bắn ra bốn phía Toàn bộ ngọn núi theo đó mà lắc lư, giống như có một cơn địa chấn vừa quét qua vậy. Siêu, khói độc lan tỏa, theo đó có một đạo thân ảnh phóng lên cao. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nóng rực. Vóc người cao gầy, tuổi tác chừng thất tuần, nếp nhăn trên mặt khá nhiều. Sắc mặt người này lúc này cực kỳ xấu xí, hàn ý từ trong đôi mắt bắn ra khiến cho người đối diện với hắn phải cảm thấy lạnh lẽo cả người. Đới hổ huy, đã lâu không gặp, nhìn thấy người này, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh ngẩng đầu nói. Đông vô mệnh, lão phu và ngươi không thù không oán, ngươi lại tới. Quỷ vũ tông ta gây sự, rốt cuộc ngươi có ý gì? Lão giả này nhìn thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nói, ánh mắt vô cùng tức giận. Là nhi tử của ngươi muốn ta tới đối phó với ngươi, chuyện này cũng không liên quan tới ngươi a. À. Chỉ có thể trách ngươi sinh ra một người con tốt mà thôi. Linh lực quanh người thôi hồn độc suốt đông vô mệnh run lên, áo choàng trên người bị chấn nát lộ ra ánh mắt âm trầm kia. Tốt, hay cho một đông vô mệnh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt đới lão quỷ tỏa ra sát ý lành lạnh, không gian quanh người lắc lư, lúc này có thể thấy được hắn đã vô cùng tức giận. Ánh mắt đông vô mệnh nhìn về phía trước, trong lòng thầm mắng lục thiếu du. Một mình hắn căn bản rất khó đánh chết đới lão quỷ này, nếu đối phương muốn chạy trốn, hắn căn bản là khó có thể ngăn lại được. Nữ cường giả theo lời lục thiếu du cũng không có hiện thân, bốn phía trong tâm thần của hắn cũng không có cường giả nào ẩn giấu chỉ là lúc này thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi lão thấy con chuột nhỏ màu trắng trên vai lục thiếu du lại đang lười biến ngồi trên một tảng đá gần đó. Đông vô mệnh, để ta nhìn xem độc công của ngươi đã tới mức nào rồi. Ánh mắt đới lão quỷ bắn ra hàn ý, lúc này đối với đông vô mệnh hắn đã hận thấu xương. Chỉ trong nháy mắt bàn tay khẽ động, một đạo hỏa mãng bỗng nhiên hiện ra. Cánh tay run lên đạo hỏa mãng này hóa thành một đạo quang mang màu đỏ nóng bỏng cắt ngang không gian bắn về phía đông vô mệnh đới lão quỷ động thủ, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không thấy nữ tử cường giả kia xuất hiện cho nên cũng chỉ có xuất thủ mà thôi. Ánh mắt bắn ra hàn ý, thủ ấn trong nháy mắt biến hóa. Trong sát na, một cỗ năng lượng vô hình trong bầu trời nhanh chóng hội tụ, toàn bộ không trung đột nhiên run rẩy. Không trung lúc này đầy giấy công kích linh hồn, một mảnh khói độc bao phủ quanh người đông vô mệnh. Năng lượng ngập trời và mùi gai mũi kia khiến cho người ta vô cùng khó chịu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, thủ ấn trong tay đông vô mệnh được kết một đạo hắc mang quỷ dị phân thành hai lao về phía đới lão quỷ hắc mang trực tiếp xé rách không gian một đạo năng cản hỏa quang của đới lão quỷ một đạo trực tiếp đánh về phía đới lão quỷ vẻ mặt âm lệ của đới lão quỷ càng thêm âm u không gian quanh thân run rẩy trong tay lại xuất hiện một đạo hỏa quang khi hai đạo hỏa quang và hai đạo hắc quang hung hăng va chạm với nhau một cỗ năng lượng rung động nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh siêu một tiếng xé gió vang lên trong tay đông vô mệnh lúc này có một đạo hắc mang giống như độc xà bắn về phía trước rồi đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến tiếp tục tiến về phía đới lão quỷ khói độc quanh quẩn mang theo mùi gai mũi chỉ bằng cảm giác cũng không khó phát hiện ra bên trong khói độc mơ hồ có công kích bằng linh hồn lực đới lão quỷ không dám có chút sợ ý nào thực lực của thôi hồn độc suốt đông vô mệnh hắn biết người này tuyệt đối cực kỳ khó chơi thủ ấn trong tay trong nháy mắt biến hóa chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng trong nháy mắt hội tụ rồi hóa thành một đạo hỏa tiễn bắn ra cuối cùng hung hăng va chạm với đạo hắc mang bằng khói độc kia. Siêu siêu, hai đạo lực lượng va chạm với nhau, thanh âm trầm thấp vang lên. Thế nhưng lại không có tiếng năng lượng bạo tạc quá mức kịch liệt như trong dự đoán. Chỉ có một cố kình khí lặng lẽ khuếch tán ra chung quanh. Mà nơi kình khí khuếch tán qua, cả không gian lập tức rung động. Kình khí tan dần, thân thể đới lão quỷ bị đẩy lùi. Sắc mặt đại biến, hỏa diễm quanh thân chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này chỉ có bản thân hắn, mới biết, đạo công kích của thôi hồn độc suốt đông vô mệnh, có lực lượng quỷ dị lặng lẽ ăn mòn tầng phòng ngự của hắn. Trong đầu hắn lúc này mơ hồ có công kích bằng linh hồn xuyên qua khiến cho trong đầu hắn ong lên, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Thân thể đứng vững lại, sắc mặt đới lão quỷ vô cùng xấu xí. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó đối khó hơn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi lại càng thêm lo lắng. Đới lão quỷ, có lẽ sự tình bên trên đã xong hết rồi thanh âm ầm ầm mơ hồ truyền ra từ bên trên đã biến mất cho nên đông vô mệnh đoán có lẽ bên trên đã giải quyết xong tất cả. Đông vô mệnh, quỷ vũ tông ta và ngươi rốt cuộc là có thù hận gì, là ai muốn đối phó với quỷ vũ tông ta? Lúc này đới lão quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thôi hồn độc suốt đông vô mệnh rồi nói. Là quỷ vũ tông ngươi muốn đối phó với người khác mà thôi, thế nhưng lại chọc vào ngươi không dây được. chương 734, Liên thủ công kích, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói lẽ nào sắc mặt đới lão quỷ trầm xuống nói phi linh môn đông vô mệnh người chính là linh xuất bên trong phi linh môn chính là ngươi không sai ta đã sớm cảnh cáo quỷ vũ tông ngươi không nên trêu chọc vào phi linh môn thế nhưng quỷ vũ tông ngươi hết lần này tới lần khác lại không nghe tất cả cũng chỉ có thể trách quỷ vũ tông ngươi mà thôi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói phi linh môn nho nhỏ kia tại sao ngươi lại gia nhập đới lão quỷ lập tức thở dài đây là chuyện của ta không liên quan tới ngươi thôi hồn độc suất đông vô mệnh nói đông vô mệnh mặc kệ ra sao chuyện hôm nay tương lai chúng ta sẽ tính tiếp lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đới lão quỷ lạnh nhạt nói hừ đới lão quỷ ngươi muốn chạy sao nghe vậy thôi hồn độc suất đông vô mệnh khẽ cười nhạt một tiếng ánh mắt lạnh lùng ta muốn đi ngươi không ngăn được đới lão quỷ phẫn nộ nói một tiếng ánh mắt oán độc nhìn về phía thôi hồn độc suất đông vô mệnh thân thể lao thẳng về phía sau chạy đi đâu đông vô mệnh hét lớn một tiếng thân ảnh lao thẳng về phía trước đuổi theo cánh tay khẽ run lên một đạo hắc mang nhanh chóng hội tụ khói độc tràn ngập không gian ngay khi đới lão quỷ chạy trốn thân ảnh thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đột nhiên thuấn di xuất hiện phía sau hắn một đạo chảo ấn được ngưng tụ từ trong độc vụ trực tiếp chộp về phía đới lão quỷ Chảo ấn xé toạc không gian bắn về phía trước mang theo kình khí bàng bạc một đường cắt ngang qua hư không khiến cho trong không trung liên tiếp vang lên thanh âm bạo liệt Bằng vào một tốc độ nhanh như thiểm điện bao phủ ở phía sau đới lão quỷ, không gian to lớn lúc này trực tiếp bị rung lắc vặn vẹo. Đông vô mệnh, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mà ngăn cản ta. Đới lão quỷ quay đầu lạnh lùng quát một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ âm ngoan, chân khí nóng hừng hực phát, một cỗ năng lượng nóng bỏng tỏa ra không chung, hóa thành một trường ấn khổng lồ bằng hỏa diễm. Chu vi chung quanh trường ấn không gian như lắc lư rồi đột nhiên run dày. Chỉ trong nháy mắt, chảo ấn, trưởng ấn mang theo tiếng xé gió va chạm với nhau. Mau động thủ, siêu siêu, phía sau núi lúc này có ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hạ xuống chính là ba người lục thiếu du, thanh hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân. Ba người nhìn thấy thôi hồn độc suốt đông vô mệnh và một lão quỷ đang giao thủ trên bầu trời, hai hàng lông mày đều không khỏi nhíu lại. Ba người vừa đáp xuống đúng lúc hai đạo lực lượng trên không trung ầm ầm va chạm với nhau. Phanh phanh, chảo ấn hắc mang và trưởng ấn bằng hỏa diễm va chạm tạo ra thanh âm bạo liệt, tiếng xé gió cùng với quang hoa bắn ra bốn phía. Kinh khí cuồng bạo tỏa ra chung quanh, không gian giống như sắp bị nghiền nát, trong kinh khí ngập trời, thân thể đới lão quỷ lập tức lùi về phía sau. Thế nhưng cho dù hắn có lùi nhanh tới mấy vẫn bị hắc vụ do đông vô mệnh thi triển ra bao phủ. Dường như đông vô mệnh đã sớm tính ra phương hướng hắn định chạy trốn. Chỉ bằng điểm này cũng không khó nhìn ra thực lực của đông vô mệnh hơn đới lão quỷ một bậc đặc biệt là trong đạo công kích này đông vô mệnh đã dùng công kích linh hồn khiến cho đới lão quỷ cảm thấy khó chịu thế nhưng lúc này quanh người đới lão quỷ còn có hỏa diễm nóng bỏng bao phủ nếu như đông vô mệnh muốn bắt hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng tí nào đới lão quỷ chúng ta cũng tới giúp vui thanh hỏa lão quỷ lạnh lùng cười to một tiếng áo choàng trên người lập tức bị chấn vỡ bàn chân khẽ điểm một cái vào mặt đất chân khí bùng ra thân thể tức thì bạo phát cuối cùng nhanh như thiểm điện khí tức nóng bỏng từ bàn tay tuôn ra thủ ấn biến đổi, một đạo trưởng ấn nóng bỏng đánh về phía đới lão quỷ đang bị thôi hồn độc suốt đông vô mệnh dây dưa. Trước trưởng ấn nóng bỏng này, không gian như gấp khúc kèm theo tiếng xé gió bắn về phái trước. Ha ha, đới lão quỷ, Lộc Sơn ta cũng tới. Áo choàng trên đầu Lộc Sơn lão nhân cũng bị vứt xuống, một cỗ khí tức vô hình xuất hiện. Ngay sau đó, thủ ấn trong tay Lộc Sơn lão nhân biến hóa, một đạo công kích bắn về phía đới lão quỷ, so với công kích của thanh hỏa lão quỷ có thể nói là cùng một lúc, không phân trước sau. Lúc này, ba người vô hình chung tạo thành thế tam giác, trực tiếp vây đới lão quỷ vào trong, phong tỏa tất cả đường lui. Thanh hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, là các ngươi. Nhìn thấy thanh hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân một trái một phải công kích mình, sắc mặt đới lão quỷ hiện lên vẻ lo lắng, công kích của hai người này hắn cũng không dám sợ ý, huống chi trước mặt còn có đông vô mệnh. Đới lão quỷ nhanh chóng xuất thủ, hai tay đều kết thủ ấn đánh ra hai đạo quyền ấn. Trong chốc lát bốn đạo lực lượng hung hăng va chạm với nhau phanh phanh âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong bầu trời kinh phong kinh khủng quét khắp nơi trong thiên địa có một phần của ngọn núi trực tiếp bị dư ba năng lượng này phá hủy giống như là sơn băng địa liệt vậy kinh phong kinh khủng chỉ lướt qua thân thể hai người thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân không ngờ lại bị đẩy lùi về phía sau sắc mặt tái nhợt dường như đã dinh ám kinh mà lúc này hắc vụ đột nhiên xuất hiện trong không gian hắc mang trong tay đông vô mệnh nhân cơ hội bao phủ quanh người đới lão quỷ hỏa diễm quanh người đới lão quỷ giống như gặp phải khắc tinh nhanh chóng bị ăn mòn, hỏa diễm dần bị áp chế. Khục khục, đới lão quỷ lảo đảo, khí thức trên người hỗn loạn, rõ ràng dưới công kích kia của thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đã bị thương không nhẹ, nhưng bất ngờ thân thể hắn mượn lực lao thẳng về phía thanh hỏa lão quỷ. Thanh hỏa lão quỷ, người tránh ra cho ta, nói xong, đới lão quỷ không có chút do so dự, đánh ra một đạo hỏa diễm. Một kích toàn lực đánh về phía thanh hỏa lão quỷ hỏa diễm nóng bỏng kinh khủng xuất hiện khiến cho toàn bộ không gian vặn vẹo khí tức kinh khủng ngập trời tỏa ra chung quanh thực lực của ba người này trong suy nghĩ của đới lão quỷ thì thanh hỏa lão quỷ là người dễ đối phó nhất bị ba người vây công đại thế của quỷ vũ tông hôm nay đã mất cho nên hắn sinh ra tâm tư chạy trốn vì vậy không chút do dự phóng về phía thanh hỏa lão quỷ làm nơi đột phá hư khinh thường ta sao thanh hỏa lão quỷ giận dữ Tên đới lão quỷ này chọn hắn làm nơi đột phá tương đương với việc cho rằng thực lực của hắn so với Lộc Sơn lão nhân yếu hơn, trong lòng hắn vô cùng giận dữ, một cỗ lực lượng ngập trời bạo phát. Siêu siêu, thanh hỏa lão quỷ ngưng tụ một đạo trưởng ấn hơn nghìn thước trong không gian, khí tức nóng bỏng phóng lên cao, năng lượng ba động kịch liệt mang theo hỏa diễm khiến cho không gian rung động. Bằng vào mắt thường có thể thấy được, công kích bằng hỏa diễm của hai người nhanh chóng va chạm với nhau, toàn bộ không gian lung lay như sắp sập, chương 735, Bạch Linh xuất thủ 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thực lực hai người này đều rất mạnh, ngẩng đầu nhìn vào hai người giao thủ trên bầu trời, trong lòng lục thiếu du rung động. Thực lực của hắn tuy rằng vẫn đang không ngừng tiến bộ, thế nhưng so với mấy người này rõ ràng vẫn vô cùng yếu, hắn vẫn còn kém qua xa. Thanh hỏa lão quỷ, người đừng để hắn chạy, lộc sơn lão nhân hét lớn một tiếng, đới lão quỷ, người trốn không thoát đâu thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lúc này cũng lao thẳng về phía đới lão quỷ. Phanh phanh, mà lúc này công kích của hai người đới lão quỷ và thanh hỏa lão quỷ va chạm với nhau khiến cho không gian ầm ầm rung động, gợn sóng khuếch. Tán ra bốn phía, không gian rung động kịch liệt tới mức biến dạng, tỏa ra khí thức nóng bỏng giống như một quả bom nổ tung. Phanh phanh, kinh khí nóng bỏng ùa về bốn phía, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, lúc này thân thể thanh hỏa lão quỷ trực tiếp bị đánh bay khục khục thanh hỏa lão quỷ phun ra một ngụm máu thân thể trực tiếp bị đánh bay về phía sau thực lực của đới lão quỷ hơn xa hắn hắn và lộc sơn lão nhân liên thủ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút thế nhưng lúc này đới lão quỷ toàn lực công kích một mình hắn thực lực của hắn không thể chống lại được đới lão quỷ người trốn không thoát đâu thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và lộc sơn lão nhân nhanh như thiểm điện phong tỏa trước người đới lão quỷ thôi hồn độc xuất đông vô mệnh sao dám để cho đới lão quỷ chạy trốn cơ chứ siêu siêu, siêu siêu, trong nháy mắt, mười đạo chảo ấn trong tay thôi hồn độc suốt đông vô mệnh bắn ra, nhanh chóng phong tỏa không chung trước người đới lão quỷ. Khạc khạc, đông vô mệnh, người nghĩ rằng ta muốn chạy sao, trước tiên phế một người xem ngươi có thể làm gì được ta. Đới lão quỷ đột nhiên xoay người, không đột phá vòng vây như trong dự liệu của mọi người mà ánh mắt không biết khi nào đã nhìn vào lục thiếu du phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, tốc độ nhanh như thiểm điện năm ngón tay uốn lượn thân thể lao thẳng về phía lục thiếu du đồng thời một đạo chảo ấn trực tiếp đánh xuống lục thiếu du tiểu tử người cẩn thận đới lão quỷ đối phó với một vũ tướng thì có bản lĩnh gì sắc mặt đông vô mệnh đại biến miệng hét lớn một tiếng thân ảnh nhanh chóng lao thẳng về phía đới lão quỷ sắc mặt lộc sơn lão nhân thanh hỏa lão quỷ cũng trầm xuống chân khí trên người bạo phát thân thể lập tức lao đi siêu thế nhưng lúc này ba người đã không kịp ngăn cản Tốc độ của đới lão quỷ cũng tuyệt đối không chậm. Lộc Sơn lão nhân vốn không bằng đới lão quỷ, thanh hỏa lão quỷ đã thụ thương thì không cần phải nói. Đông vô mệnh tuy rằng thực lực áp chế đới lão quỷ một bậc, thế nhưng muốn đối phó với đới lão quỷ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu tử, xem ra người đối với đông vô mệnh rất quan trọng nha. Qua đây cho ta, chảo ấn phá không mà tới, không gian chấn động, một cỗ lực lượng cuồng bạo mang theo tiếng xé gió trực tiếp bắn tới. Trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh lục thiếu du, không gian chung quanh lục thiếu du lúc này đã bị phong tỏa, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Cường giả vũ xuất, đặc biệt là cường giả vũ xuất đã đạt tới cửu trọng như đới lão quỷ này đối với không gian đã nắm trong tay tới trình độ nhất định. Phong tỏa không gian, lục thiếu du tự biết bản thân hắn trừ khi cũng có thực lực này, bằng không căn bản không thể chạy ra. Chỉ là lúc này lục thiếu du cũng không có ý định chạy trốn, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, trong mắt có một cỗ hàn ý tràn ngập. Trên vai lục thiếu du lúc này tiểu long lắc lư cái đầu, đôi mắt nhỏ khẽ chấp một cái, căn bản cũng không có ý sẽ đối phó với đới lão quỷ kia. Nói thì chậm nhưng thực thế thì rất nhanh, chảo ấn phá không đánh xuống mang theo thanh âm bạo liệt trầm thấp. Lục thiếu du đã có thể cảm giác được kình phong sắc bén trước người hắn. Mà lúc này, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh và hai lão quỷ cũng cực kỳ lo lắng. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh thì lo lắng phát ra từ nội tâm. Lộc Sơn lão nhân và thanh hỏa lão quỷ lo lắng đối với lục thiếu du vì sự tình độc đan, vì vậy Lục Thiếu Du không thể gặp chuyện không may, có ta ở đây ngươi không thể làm thương tổn hắn cho dù chỉ là một sợi tóc. Ngay lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên vô cùng quỷ dị hiện lên trước người Lục Thiếu Du. Bạch quang chợt lóe, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh màu trắng này yểu điệu vô song, quyến rũ, xinh đẹp, lạnh lùng, rồi lại tuyệt mỹ như vậy. Phảng phất như cả thiên địa cũng vì nàng mà động lòng. Vẻ mặt mang theo vẻ lạnh lùng như cự tuyệt ngoài ngàn dặm. Vẻ lạnh lùng uy nghiêm này càng khiến cho người ta chú ý. Thân ảnh xuất hiện không có một chút dừng lại nào, cánh tay dương lên khẽ đánh ra một đạo trường ấn. Tốc độ ra trưởng nhìn như chậm chạm thế nhưng lại giống như một chiếc bánh xe đang xoay tròn, có cảm giác như bánh xe đang chuyển động chậm thế nhưng trên thực tế tốc độ của nó đã vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt trường ấn phóng lên cao xuyên qua không trung kéo theo tiếng xé gió vang vọng, đồng thời trường ấn này trực tiếp đánh vào chảo ấn của đới lão quỷ. Tất cả chỉ trong nháy mắt hai đạo lực lượng va chạm, đột nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời tăng vọt. Hai đạo lực lượng va chạm khiến cho âm thanh bạo liệt vang vọng không chung, đồng thời lực lượng va chạm tạo ra từng đạo lưu quang trói mắt bắn ra bốn phía. Siêu, lực lượng va chạm không tạo thành âm thanh quá lớn, thế nhưng kinh khí cuồng bạo giống như một cốc lốc quét ngang bốn phía. Một kích tùy ý của thân ảnh tuyệt mỹ kia không ngờ lại có thực lực đáng sợ tới như vậy. Khục khục, giữa không chung, thân thể đới lão quỷ trực tiếp bị đẩy lùi, bởi một cỗ lực lượng mạnh mẽ trúc xuống thân thể, thực lực của đối phương hơn xa hắn. Yêu khí, yêu thú thất giai, thân thể bị đẩy lui, đồng thời sắc mặt đới lão quỷ trong nháy mắt kinh hãi. Nữ tử tuyệt mỹ vừa rồi mới xuất thủ kia quanh thân có một cỗ khí tức cường hãn, đương nhiên hắn không khó để nhận ra đây là một cỗ yêu khí. Đối phương cũng không phải là nhân loại mà là yêu thú, có thể biến ảo thành hình dạng nhân loại chỉ có yêu thú thất giai mới có thể làm được. Không ngờ lại là yêu thú thất giai. Biến cố vừa rồi thôi hồn độc suốt đông vô mịch, thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân cũng chú ý. Con chuột trắng nhỏ thoạt nhìn không giống yêu thú trên mặt đất khi trước lúc này lại hóa thành hình người, điều này chỉ có yêu thú thất giai mới có thể làm được. Lúc này, mặc kệ là đới lão quỷ hay thôi hồn độc suốt đông vô mịch, đám người lộc sơn lão nhân đều vô cùng kinh hãi. Thảo nào lục thiếu du vẫn bình tĩnh như vậy, hóa ra bên người hắn có yêu thú thất giai yêu thú thất giai thực lực giống như vũ vương đối phó với đới lão quỷ tự nhiên vô cùng dễ dàng đông lão nhanh liên thủ đánh chết đới lão quỷ lục thiếu du nói chương 736, bạch linh xuất thủ hai chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com biết rồi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt nói song thân thể lập tức bắn về phía trước đồng thời một cỗ hắc vụ từ trong tay tuôn ra trong hắc vụ có một mùi gai mũi tỏa ra bốn phía linh lực cuồn cuộn, uy thế quanh người tăng mạnh, đột nhiên trong nghi tâm có một cỗ quang mang trói mắt bắn vào trong hắc mang. Phi phi, lúc này hắc vụ nồng nặc phía trước đột nhiên ngưng tụ hóa thành một đầu cự mãng hắc sắc chừng 600 thước, giống như một đầu hắc long khổng lồ. Không gian chung quanh đầu hắc mãng này lắc lư, quanh thân hắc mãng có ngàn vạn hắc ti, hắc ti xuyên thấu qua không gian, rồi một cỗ lực lượng trấn nhiếp tinh thần nhanh chóng hội tụ. Linh hồn công kích, lục thiếu du nhíu mày, lúc này uy thế của linh hồn ngưng vật đã tuyệt đối vô cùng kinh khủng, trong linh hồn công kích này dường như còn chứa kịch độc. Phi phi, hắc mãng giết gào mang theo uy thế kinh người trong nháy mắt lao thẳng về phía đới lão quỷ. Linh hồn lực bàng bạc từ trong người thôi hồn độc suốt đông vô mệnh bạo phát ra, thủ ấn lập tức biến hóa, trực tiếp đem năng lượng linh hồn lực tiến vào trong đầu hắc mãng khổng lồ kia. Hắc mãng giết gào, thân thể cao lớn bắn ra, tạo thành một chiếc lưới bằng linh hồn khổng lồ bao phủ không gian chừng 2.000 thước. Chiếc lưới bằng linh hồn này trực tiếp bao phủ không gian chung quanh đới lão quỷ chiếc lưới này vừa mới bao phủ thân thể đới lão quỷ thì gặp phải hỏa diễm chung quanh người đới lão quỷ tức thì từng âm hưởng vang vọng không chung linh hồn công kích chính là công kích mạnh nhất của linh giả bình thường sẽ không quản ngươi có thực lực mạnh bao nhiêu mà trực tiếp tạo thành công kích đối với linh hồn của ngươi vì vậy những vũ giả bình thường cũng không dám trêu vào linh giả cho dù có trêu vào cũng trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất cận chiến chế phục linh giả không cho linh giả có thời gian thi triển linh hồn công kích dưới công kích linh hồn của thôi hồn độc suất đông vô mệnh vẻ mặt đới lão quỷ mang theo sự ngưng trọng cùng với kinh hoàng thân thể vội vàng lùi lại thế nhưng cho dù hắn lùi thế nào chiếc lưới bằng linh hồn lực kia như hình với bóng luôn bao phủ không gian chung quanh hắn dần dần trong đầu hắn đã có linh hồn lực vô thanh vô tức xâm nhập vào sắc mặt đới lão quỷ trầm xuống thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng được hình thành chỉ trong nháy mắt năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ được ngưng tụ trong không trung trực tiếp khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo mãnh liệt phá cho ta Đới lão quỷ lớn tiếng nói, thủ ấn đánh ra, năng lượng thuộc tính hỏa không lồ trong không gian đột nhiên khuếch tán. Tốc độ giống như thiểm điện nhanh chóng bắn về tấm lưới bằng linh hồn lực của thôi hồn độc suốt đông vô mệnh ngưng tụ ra. Hai cỗ năng lượng kinh người trong nháy mắt va chạm, cỗ năng lượng thuộc tính hỏa kia hóa thành hỏa diễm ngập trời khuếch tán trong hư không tạo thành âm hưởng bạo liệt. Toàn bộ không gian xuất hiện từng đám sương mù trắng, nhiệt độ kinh khủng này khiến cho người ta hoảng sợ. Khi hai cỗ lực lượng bàng bạc đan xen với nhau, Hắc Mãng trong hỏa diễm ngập trời không ngừng rít gào, hỏa diễm dây dưa với Hắc Mãng. Ngao một tiếng thú giống vang lên, thanh âm này giống như sói giống. Trong ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được của thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân, thân thể bạch linh hóa thành một đầu yêu thú có thân thể khổng lồ xuất hiện trong không trung. Thể tích của đầu yêu thú này chừng hơn một nghìn thước giống như một ngọn núi lớn, bộ lông trắng như tuyết, quanh thân có quang mang bạch sắc quanh quẩn, phía sau có sáu cái đuôi dài chừng vài trăm thước đang đánh ra từng đạo kình phong sắc bén. Cửu vĩ yêu hồ, là cửu vĩ yêu hồ. Ánh mắt thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn vào bản thể của Bạch Linh. Vẻ mặt lập tức hoảng hốt, sắc mặt thanh, hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân càng thêm kinh ngạc. Loại yêu thú như cửu vĩ yêu hồ không phải nơi nào cũng có. Bạch Linh khôi phục lại bản thể, kinh phong vô tận từ trong cơ thể bạo phát ra khiến cho toàn bộ không gian run rẩy. Thân thể mang theo uy thế tuyệt đối không có một chút đình trệ nào trực tiếp lao thẳng về phía đối lão quỷ thân ảnh khổng lồ nhanh như thiểm điện mơ hồ lộ ra uy năng khiến cho ngay cả không gian cũng phải vặn vẹo, không khí chung quanh không ngừng bạo động, thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên. Chết đi, nói xong, hai mắt Bạch Linh bắn ra hàn ý, sáu cái đuôi phía sau giống như linh xà suốt động đánh về phía trước. Siêu siêu, sáu cái đuôi lớn trên bản thể Bạch Linh xuyên thấu qua hắc mang và hỏa diễm mang theo lực lượng sắc bén vây khốn đới lão quỷ vào bên trong. Không gian thôi hồn độc suốt đông vô mệnh và đới lão quỷ giao chiến chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Linh mới dám tới gần là cửu vĩ yêu hồ. Sắc mặt đới lão quỷ biến đổi, cửu vĩ yêu hồ trong đám yêu thú được coi là vương giả, cho dù là mấy tộc đàn có huyết mạch đỉnh cấp kia so với cửu vĩ yêu hồ cũng không đáng tính đến. Lúc này bản thân gặp phải cửu vĩ yêu hồ, đới lão quỷ không khỏi hít sâu một hơi. Chống lại thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, đới lão quỷ đã miễn cưỡng rồi, trong đầu hắn đang phải thừa nhận linh hồn công kích khiến cho hắn càng thêm cật lực. Giờ lại bị bạch linh công kích, sau cái đuôi lớn xuyên qua hỏa diễm trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh hắn, bạch quang trên sáu cái đuôi lóe lên khiến hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Siêu, một cái đuôi run lên, lực lượng bàng bạc xuyên qua không gian trực tiếp đánh vào trên người đới lão quỷ. Khục khục, dưới sự công kích của cỗ lực lượng mạnh mẽ này, hộ thân cương khí bằng hỏa diễm quanh người đới lão quỷ nứt nẻ đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Siêu, lại một cái đuôi khác trên bản thể của Bạch Linh giống như độc xà từ trong không trung trực tiếp quay lại, tiếp tục đánh vào trên người đới lão quỷ. Tốc độ quá nhanh, mà đới lão quỷ lại bị linh hồn công kích của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vây khốn, căn bản không thể né trách. Cái đuôi của Bạch Linh lần thứ hai xuyên qua không gian trong chớp mắt Bạch Quang run lên lập tức hung hăng đánh vào trên người đới lão quỷ. Phanh, khục khục, thân thể đới lão quỷ bị chấn động cực mạnh, miệng phun ra một ngụm máu. Cỗ lực lượng khổng lồ này quá mức mạnh mẽ khiến cho hắn không thể chống lại được. Siêu siêu siêu, bốn tiếng xé gió vang vọng, bốn cái đuôi còn lại của Bạch Linh bắn thẳng về phía đới lão quỷ, lực lượng trên mỗi cái đuôi khiến cho đới lão quỷ lúc này không khỏi sợ hãi. Đây là loại cảm giác sợ hãi trước tử vong, giết một vũ xuất cửu trọng tuyệt đối vô cùng khó khăn. Thế nhưng lúc này bốn cái đuôi khổng lồ hung hăng đánh xuống, khí tức tử vong nhanh chóng bao phủ chung quanh thân thể đới lão quỷ. Phanh phanh, bốn thanh âm bạo liệt vang lên bởi bốn cỗ lực lượng đánh vào trong cơ thể. Đới lão quỷ, lúc này đới lão quỷ hoàn toàn không có lực chống lại, đan điền trong cơ thể trực tiếp bị vỡ. Cảm giác đau đớn tràn ngập, thân thể bị đánh bay về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. chương 737, giết đới lão quỷ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Khục khục, máu tươi phun ra mang theo nội tạng bị nghiền nát, thân thể đới lão quỷ nhanh chóng rơi xuống từ không trung. Mà lúc này hắc mãng do thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hóa thành cũng lập tức chuyển thành một đạo lưu quang hắc sắc mang theo khí tức khiến tim đập nhanh bắn vào trong mi tâm đới lão quỷ. Phanh phanh, cùng với linh hồn công kích, Lúc này đới lão quỷ căn bản không thể phản kháng, thân thể từ trên cao đập xuống một khối đá lớn trên mặt đất. Khối đá chừng trăm thước trên mặt đất lập tức hóa thành cho tràn. Lúc này đới lão quỷ không muốn chết thì cũng phải chết, có thể chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có kết cục này. Lão đại, đới lão quỷ này đã chết, thân thể tiểu long đứng thẳng, đôi mắt nho nhỏ nhìn vào trên người đới lão quỷ rồi nói. Lục thiếu du ngạc nhiên, một vũ xuất cửu trọng cứ như vậy mà chết đi. Mà đại chiến vừa rồi cũng khiến cho hắn kinh hãi. Đông Vô Mệnh và Bạch Linh Liên thủ tuyệt đối vô cùng kinh khủng, vô hình chung có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Một người công kích cơ thể, một người công kích linh hồn khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị, cũng vô pháp chống lại. Thực lực hai người vốn cường hãn hơn đối phương, vừa rồi Lục Thiếu Du cũng cảm giác được, lão độc vật và Bạch Linh Liên thủ, uy lực tạo ra tăng gấp mấy lần, cho nên đới lão quỷ kia mới không kịp phản kháng mà đã bị đánh chết. Trong đầu Lục Thiếu Du lúc này đang không ngừng suy nghĩ không biết linh vũ phối hợp của hắn liệu có hiệu quả như vậy không? Đây cũng là một cách phối hợp khác, cách này lại không giống như cách hắn thường dùng ban đầu, điều này khiến cho lục thiếu du không khỏi suy nghĩ lại. Thân ảnh thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đáp xuống bên người thi thể của đới lão quỷ, ánh mắt có chút biến đổi. Muốn một vũ xuất chết đi quả thực không hề dễ dàng gì. Bên trên thế nào rồi? Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh tới bên người lục thiếu du rồi hỏi. Tất cả đã giải quyết, không có trở ngại gì. Lục thiếu du nói, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại rồi nói với thôi hồn độc suất đông vô mệnh, thanh hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân. Đông lão, mọi người về chấn thủ phi linh môn đi. Có lẽ ta sẽ về muộn một chút, hiện tại phi linh môn rất cần người chấn thủ, không thể lơ là một phút một giây nào. Vậy người cẩn thận một chút, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nói. Ánh mắt lúc này đã rơi vào trên người Bạch Linh, ánh mắt mơ hồ có chút nghi hoặc. Thực lực Bạch Linh rất mạnh không dưới hắn, thế nhưng hắn cũng cảm giác được yêu thú thất giai cửu vĩ yêu hồ này dường như so với những yêu thú thất giai khác yếu hơn một chút. Cũng chưa chân chính đạt được thực lực như thất giai bình thường. Thầm than một tiếng, trong lòng thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cho rằng Bạch Linh ẩn tàng thực lực, dù sao đi nữa, chỉ cần đánh chết đới lão quỷ là được, cũng không cần xuất toàn lực. Đông lão yên tâm đi, trên quỷ vũ tông hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì được. Lục Thiếu Du nói, lúc này quỷ vũ tông đã giải quyết xong Lục Thiếu Du cũng có thể thở dài một hơi tất cả đều như trong kế hoạch, hơn nữa may mà có nội ứng như đối cương tử này cho nên mới có kết quả như hiện tại. Có Bạch Linh ở đây thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cũng không lo lắng tới an toàn của Lục Thiếu Du. Sau khi dặn dò vài câu liền lập tức mang theo Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân rời đi. Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ lúc rời đi cũng không nhịn được mà liếc nhìn Bạch Linh một cái. Hóa ra nữ tử tuyệt mỹ này lại là yêu thú thất giai cửu vĩ yêu hồ, điều này khiến cho hai người vô cùng kinh ngạc quả thực hai người chưa từng nghĩ tới bên người lục thiếu du lại có con bài như vậy thân thể thực mạnh mẽ lục thiếu du đi tới bên người đới lão quỷ bị thương nặng như vậy bên trong thân thể bị phá hủy thế nhưng bên ngoài nhìn qua vẫn vô cùng hoàn hảo điều này khiến cho lục thiếu du có chút kinh ngạc thân thể của vũ xuất cửu trọng quả nhiên không giống bình thường khẽ thở dài một tiếng lục thiếu du từ trong miệng đới cương tử cũng biết đới lão quỷ vốn có tên là đới hổ huy là cường giả trong cổ vực cho nên người bình thường hay gọi hắn là đới lão quỷ sau khi gỡ nhấn chữ vật trên tay đới lão quỷ xuống, lục Thiếu du lập tức thu lấy thi thể đới lão quỷ, thi thể vũ xuất cửu trọng nếu như hắn có thể luyện chế thành khôi lỗi thì cũng tương đương với khôi lỗi cấp 5 đỉnh dai, đến lúc đó thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Cho dù luyện chế thành bán khôi lỗi thì cũng có cái giá cực cao. Bạch Linh, vất vả cho nàng rồi. Sau khi thu thập một phen lục thiếu du đi tới trước người Bạch Linh, nhìn vào nữ tử quyến rũ trước mặt này, lục thiếu du mỗi lần nhìn vào. Đều không nhịn được mà ngẩn ra. Vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, quyến rũ này chỉ sợ ngoại trừ Bạch Linh ra cũng không có ai khác như vậy nữa. Mà lần này Bạch Linh xuất thủ cũng khiến cho Lục Thiếu Du phải nói lời cảm ơn. Lục Thiếu Du hiểu rõ Bạch Linh đáp ứng điều kiện đi theo bên người hắn 5 năm chính là bảo hộ hắn chứ không phải là làm tay chân cho hắn. Người này thực lực không kém, nếu như không có linh xuất cửu trọng như đông vô mệnh liên thủ muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Linh nói, thực lực của Bạch Linh tỷ quả thực cường hãn lúc này thân thể tiểu long đã nhảy sang vai bạch linh trên quỷ vô tông lúc này trên sân rộng một mảnh hỗn độn giống như vừa rồi mới trải qua một trận địa chấn lúc này có không ít đệ tử quỷ vô tông đang thu dọn dưới chân quỷ vô tông tiếng động kinh thiên trên quỷ vô tông đã hấp dẫn không ít người trong thành quỷ vũ chú ý cả đám lập tức nhìn vào trên quỷ vô tông thế nhưng khoảng cách quá xa hơn nữa lại có cây cối những tảng đá lớn che khuất cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì những đệ tử quỷ vũ tông ở trong thành quỷ vũ tụ tập dưới chân núi, bọn họ muốn lên núi, thế nhưng khi đi tới sườn núi thì lại có hộ pháp ngăn lại, các đệ tử không thể ra vào. Khi lục thiếu du lần thứ hai đi tới sân rộng, lúc này tất cả đã kết thúc, mà đệ tử quỷ vũ tông lúc này cũng không còn ai dám ngăn cản lục thiếu du. Lục trưởng môn, thế nào rồi? Đới cương tử nhìn thấy lục thiếu du, liền tiến lên phía trước rồi hỏi. Sau này đới tông chủ có thể yên tâm ngồi trên chức vị tông chủ quỷ vũ tông rồi. Lục Thiếu Du nói, sự lo lắng của đới cương tử đương nhiên Lục Thiếu Du hiểu rõ. Nếu như đới lão quỷ không chết vậy thì vị tông chủ như hắn sẽ không yên tâm. Đa tạ Lục Trưởng Môn, đới cương tử vui vẻ nói, sau này cũng không ai có thể làm lay động địa vị của hắn tại quỷ vũ tông nữa. Sau khi vui mừng, sắc mặt đới cương tử lập tức biến đổi nói. Lục Trưởng Môn, thế nhưng vẫn còn có một chuyện phiền toái. Chuyện gì, Lục Thiếu Du nhíu mày, lập tức hỏi mươi 738, lần thứ hai thôn phệ một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Vừa rồi bạo loạn, trong lúc chúng ta không để ý thì mẫu tử đới Trường An lập tức cưới yêu thú phi hành chạy thoát, chúng ta cũng không đuổi theo, không biết bọn chúng chạy đi đâu. Sắc mặt đới cương tử trầm xuống rồi nói, mẫu tử đới Trường An sao? Lục thiếu du nhíu mày, trừ cỏ không trừ tận gốc, đây chính là chuyện phiền toái nhất, huống chi ở giữa còn liên lụy tới những việc khác. Đới tông chủ, tìm một địa phương yên tĩnh chúng ta thương lượng một chuyện. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói với đới cương tử. Trong một mật thất của quỷ vô tông, lúc này hai người Lục Thiếu Du và đới cương tử đang ngồi đó. Trên vai Lục Thiếu Du còn có Tiểu Long và Bạch Linh đã thu nhỏ thân thể. Lục trưởng môn, đại tàu kia của ta có chút quan hệ với Linh Thiên Môn, ta lo lắng mẫu tử đới trường an sau khi chạy thoát sẽ đi tới Linh Thiên Môn, nếu như Linh Thiên Môn xuất đầu, tới lúc đó ta. Đới cương tử còn chưa nói hết, lục thiếu du đã ngắt lời hắn rồi nói đới tông chủ chẳng lẽ ngươi lo lắng linh thiên môn sẽ vì đới đường mà xuất đầu không sai thực lực của linh thiên môn trong toàn bộ cổ vực cũng là thế lực nhất lưu quỷ vũ tông ta còn không tính là gì nếu như linh thiên môn thực sự vì đới đạo tử xuất đầu vậy thì chúng ta phải làm thế nào đới cương tử có chút hoảng hốt nói lục thiếu du nhíu mày đây cũng là vấn đề hắn lo lắng nhất thực lực của linh thiên môn so sánh với quỷ vũ tông mạnh hơn gấp bội Đối với thực lực của Linh Thiên Môn Lục Thiếu Du cũng hiểu một chút, thực lực so với Tam Tông Tứ Môn cũng không kém là bao. Đối tông chủ cũng không cần quá lo lắng, có lẽ cho dù thực lực của Linh Thiên Môn mạnh mẽ như thế nào cũng không thể động vào Quỷ Vô Tông, nếu như thực sự có ngày đó chúng ta lại thương lượng việc này cũng không muộn. Lục Thiếu Du nói, Linh Thiên Môn vì đối đường suốt đầu, Lục Thiếu Du đã sớm nghĩ tới bằng không sao lại tới phiên đối cương tử làm tông chủ. Mặt khác, Lục Thiếu Du cũng có dự định quỷ vũ tông nằm trong tay đối cương tử đối với phi linh môn mà nói không có ảnh hưởng gì nữa sau này dưới sự bao phủ của quỷ vũ tông phi linh môn có thể yên tâm phát triển đây mới là điều quan trọng nhất vậy cũng đúng nơi này là biên giới sát cổ vực linh thiên môn cũng không vươn xúc tu tới được Đối cương tử nói đới tông chủ chuyện của cha ngươi tạm thời đừng cho bất luận kẻ nào biết ngay cả trưởng lão hộ pháp trong tông cũng phải giấu lục thiếu du nhíu mày rồi nói với đới cương tử chuyện này lục thiếu du cũng phải lo lắng quỷ vũ tông chỉ dựa vào đới cương tử tuyệt đối không thể chấn áp nếu như các thế lực chung quanh biết đới lão quỷ đã ngã xuống thì quỷ vũ tông sẽ bị những thế lực khác chậm rãi ăn mòn mà lúc này quỷ vũ tông tuy rằng là của đới cương tử thế nhưng trong lòng lục thiếu du từ sau khi đánh chết đới lão quỷ kia hắn đã cho rằng quỷ vũ tông là của mình thứ của mình đương nhiên không thể để cho người khác chạm vào ta hiểu rồi sau này quỷ vũ tông và phi linh môn chính là người một nhà chuyện của phi linh môn chính là chuyện của quỷ vũ tông ta Đới cương tử vỗ ngực nói, sau này phi linh môn và quỷ vũ tông chính là minh hiếu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục thiếu du mở miệng cười, đương nhiên, đới cương tử nói, lục trưởng môn, dựa theo ước định, sau này địa bàn của thiên sơn môn, cửu hoa sơn và thiên nhất môn đều là của lục trưởng môn. Đa tạ đới tông chủ, lục thiếu du nói, có ba địa phương này, sau này hắn muốn phát triển đệ tử của phi linh môn sẽ dễ hơn nhiều. Lục trưởng môn, chuyện này đã xong, quỷ vũ tông chúng ta đã là người một nhà với phi linh môn, không biết lục trưởng môn có thể đưa giải dược của viên độc đan kia cho ta hay không? Đới cương tử nói, ha ha, lục thiếu du mỉm cười, trong lòng khẽ trầm xuống. Đới cương tử này quả thực cũng không thực tâm phục hắn, có lẽ trong lòng vẫn đang có ý nghĩ khác. Khi trước không chút do dự ăn vào độc đan đó là bởi vì cầu sinh trong tuyệt vọng. Lúc này nhìn thấy quỷ vũ tông đã định lập tức muốn tự mình đứng lên, thoát khỏi khống chế. Trong lòng lục thiếu du thầm than, mọi người đều là vậy đều có một vết sẹo trong tâm lý khẽ mỉm cười lục thiếu du nói đới tông chủ độc đan này có chút quỷ dị phải mất một năm mới điều chế ra được hiện tại giải dược cũng không có ở trên người ta ngày khác nhất định ta sẽ đưa giải dược tới cho đới tông chủ hiện tại quỷ vũ tông và phi linh môn đã là người một nhà đương nhiên phải cấp giải dược cho đới tông chủ rồi vậy thì làm phiền lục tông chủ rồi ánh mắt đới cương tử khẽ trầm xuống thế nhưng cũng không dám có hành động gì chỉ có thể cười làm lành nói. Đới tông chủ, mấy linh tướng và vô tướng đới đường lưu lại đối với ta có chút công dụng, ta mang chúng đi được không? Lục Thiếu Du nói, mấy người linh tướng và Đỗ Vân Sơn còn một hơi thở, Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha. Sau khi thôn vệ có thể khiến cho hắn trực tiếp đề thăng tu vi. Chuyện này, đới cương tử có chút do so dự, dù sao đây cũng là cường giả của quỷ vũ, tông. Trải qua bạo loạn lớn như vậy đương nhiên hắn biết thực lực của quỷ vũ tông đã giảm đi, nếu nhưng có thể để cho mấy linh tướng và vũ tướng kia quy thuận hắn, thực của quỷ vũ tông có thể giảm bớt sự tổn thất, cho nên hắn cũng không muốn giao cho người khác. Đới tông chủ, lẽ nào ta muốn vài người ngươi cũng không đồng ý sao? Sắc mặt lục thiếu du trầm xuống rồi nói, cảm nhận được biến hóa của lục thiếu du, cơ mặt đới cương tử co quắp một chút rồi nói. Mấy người kia đều là người của đới đường, đối với lục trưởng môn có chút hữu dụng vậy thì mang đi cũng không sao. Đới tông chủ, Ta cũng muốn tốt cho ngươi, đây thủy trung vẫn là người đối đường, nếu như giữ lại sớm muộn cũng là một tai họa với ngươi." Sắc mặt Lục Thiếu Du hòa hoãn một chút, ánh mắt khẽ đảo qua đới cương tử. "Lục trưởng môn nói rất đúng." Đối cương tử nói, đới tông chủ, ta đi trước, có lẽ sắp tới Quỷ Vô Tông sẽ bận rộn cho nên ta cũng quấy giày tông chủ nữa." Lục Thiếu Du nói, "Quỷ Vô Tông xảy ra chính biến, tuy rằng thế lực của đối đường đã bị khống chế, nhưng cũng có một ít việc không thể không làm." có lẽ đới cương tử này sẽ bận rộn một trận nha. Ta đưa lục trưởng môn hạ sơn, đới cương tử nói, nửa canh giờ sau, trên không trung thành quỷ vũ, thiên sĩ tuyết sư bay đi, trên lưng của nó còn có sáu người uể oải nằm đó, mỗi người chỉ còn một chút hơi thở, đó chính là những trưởng lão của quỷ vũ tông. Phía sau lưng thiên sĩ tuyết sư, nghịch lân yêu bằng, thủy hỏa yêu dao, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, huyết tích dịch đều ở trên. Lúc trước chúng thú không xuất thủ vẫn ở trong không gian thú nang, Lục Thiếu Du cũng coi như đó là một con bài chưa lật của mình, thế nhưng kết quả mọi chuyện lại thuận lợi, cũng không cần chúng thú xuất thủ. chương 739, lần thứ hai thôn vệ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong lòng đối cương tử kia dường như đối với người không phục, người có định giết hắn không? Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Bạch Linh nằm đó với dáng vẻ lười nhác, có chút hứng thú hỏi. Không vội, đối cương tử không đủ trình độ. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói, chỉ là đáng tiếc cho đối đường, đúng như lời nói trước khi chết của đối đường, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ huynh đệ ngu như heo. Bằng không, chính mình sao có thể dễ dàng giải quyết quỷ vũ tông như vậy? Nghĩ tới chuyện quỷ vũ tông đã giải quyết, tuy rằng trong lòng lục thiếu dù có chút vui vẻ, thế nhưng cũng không vui vẻ quá mức. Đây chỉ là bước đầu tiên của phi linh môn mà thôi, có thể loại bỏ trở ngại như quỷ vũ tông. Thế nhưng quỷ vũ tông nhiều nhất chỉ là một thế lực nhị lưu bình thường mà thôi, còn có một ít thế lực nhị lưu cường hãn hơn quỷ vũ tông nhiều phi linh môn muốn chân chính quật khởi cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng vạn sự khởi đầu nan đây chính là bước đầu tiên cần phải đi lục thiếu du cũng cảm thấy nhẹ lòng dựa theo xu thế phát triển hiện tại phi linh môn quật khởi là chuyện sớm muộn tiếp tục tu luyện sau khi suy nghĩ một lát lục thiếu du lập tức khoanh chân ngồi xuống một tay chụp vào thiên linh cái của linh tướng tứ trọng đang hấp hối kia bí mật tu luyện của lục thiếu du bạch linh đã sớm phát hiện ra cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi một lát sau bạch linh cũng bắt đầu chìm vào tu luyện không bao lâu sau tên linh tướng tứ trọng kia trong tay lục thiếu du nhanh chóng hóa thành một cỗ thây khô nhìn thấy một màn nào năm người đang hấp hối còn lại đều vô cùng kinh hãi thế nhưng cả người không thể nhúc nhích một cỗ cảm giác lạnh lẽo đột nhiên hiện lên trong lòng năm người âm dương linh vũ quyết được vận chuyển lục thiếu du nhanh chóng luyện hóa cỗ linh lực vừa được thôn vệ vào bên trong cơ thể một lát sau quanh thân đã được bao phủ bởi một tầng quang mang bạch sắc vô hình tốc độ thiên sĩ tuyết sư không phải thứ mà yêu thú bình thường như quỷ vũ tông có thể so sánh sau một ngày một đêm lục thiếu du đã trở về phi linh môn nhanh chóng gọi lục tiểu bạch và lưu nhất thủ tới còn có chúng trưởng lão lục thiếu du nói với mọi người tiếp thu địa bàn của thiên nhất môn thiên sơn môn và cửu hơn sơn biết được phi linh môn đơn giản chiếm được những địa bàn này chúng trưởng lão phi linh môn đều kinh ngạc không ngớt, thế nhưng chỉ có lưu nhất thủ và lục thiếu du không có chút kinh ngạc nào. Chúng trưởng lão phi linh môn đối với các đường trong phi linh môn cũng không biết tới, cũng không biết quỷ vũ tông đã có chính biến. Việc này lục thiếu du cũng không định nói cho chúng trưởng lão nghe lúc này. Sau khi nói xong, lục thiếu du trực tiếp tiến vào trong mật thất ở hậu sơn, linh lực thôn vệ từ linh tướng tứ trọng kia còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Một linh tướng tứ trọng, một linh tướng lục trọng, lục thiếu du phỏng đoán có lẽ cũng đủ để hắn luyện hóa trong đoạn thời gian không ngắn. Lục thiếu dù bế quan, chúng trưởng lão phi linh môn lập tức an bài đệ tử tiếp nhận địa bàn thiên nhất môn. Các đường của phi linh môn lúc này cũng đã thu được tin tức từ quỷ vũ tông. Đối với các đường, lục thiếu dù cũng có an bài, dưới sự truyền lời của lục tiểu bạch và lưu nhất thủ, ám đường và vũ đường, linh đường toàn lực phát triển, chỉ có hình đường là nhẹ nhàng nhất. Về phần kim đường tạm thời nằm trong tay lưu nhất thủ cũng không nhàn rỗi, lúc này càng thêm bận bịu Thế nhưng tốc độ phát triển cũng cực kỳ kinh người. Phi Linh Môn tiếp thu địa bàn to lớn của Thiên Nhất Môn, cửa hàng Phi Linh Môn lúc này cũng chuẩn bị mở một chi nhánh, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng. Lại thêm việc kiến tạo thành trì và liên quan tới dược liệu, Lưu Nhất Thủ là Lục Tiểu Bạch liên tục chạy đi chạy lại, mặc dù bận rộn nhưng trong lòng hai người cực kỳ hưng phấn. Lúc này số tiền tiến vào trong cửa hàng Phi Linh Môn mỗi ngày tính bằng vạn, thu nhập từ các loại cũng khiến cho hai người vô cùng thỏa mãn kiếm nhiều như vậy cho nên hai người tuy rằng bận bịu lại cực kỳ hưng phấn. Hai người đều là dạng người giữ của, mỗi ngày nhìn thấy cửa hàng phi linh môn có thu hoạch như vậy đều vui vẻ cười không ngậm miệng được. Ba ngày sau, lục thiếu dù thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể. Lúc này linh lực trong người hắn đã tăng lên linh tướng tam trọng đỉnh phong, không chút do dự, lục thiếu du tiếp tục thôn vệ linh tướng lục trọng kia. Linh lực của linh tướng lục trọng vô cùng khổng lồ khiến cho lục thiếu du hầu như khó có thể chấp nhận, cuối cùng mới miễn cưỡng chịu được lần thứ hai bắt đầu tu luyện dưới sự luyện hóa linh lực này tốc độ tăng trưởng tu vi vô cùng nhanh chóng thời gian trôi qua trong quỷ vô tông lại trải qua một lần thanh trừng lớn những đệ tử bình thường cũng không biết chuyện gì xảy ra có người cũng suy đoán một chút thế nhưng không ai dám nói ra miệng mấy ngày này trong quỷ vô tông có một số người không hiểu vì lý do gì đột nhiên biến mất khiến cho không ít người hoảng hốt lo sợ thế nhưng việc này cũng không kéo dài quỷ vô tông lại khôi phục như bình thường thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện xảy ra trong quỷ vũ tông chậm rãi truyền đi khiến cho không ít thế lực chú ý. Buổi tối ngày thứ tư lục thiếu du bế quan, lúc này toàn bộ thạch thất được bao phủ trong một tầng quang cháo trong suốt. Trong đầu lục thiếu du, hồn đan nhanh chóng chuyển động, linh lực trong đầu đã đạt tới trạng thái no đủ, quang cháo trong suốt quanh người lúc này càng thêm chói mắt. Trong khoảnh khắc có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới, bắt đầu tiến vào trong cơ thể lục thiếu du, khí tức trên người lục thiếu du lúc này trong nháy mắt kéo lên sau khi duy trì liên tục một canh giờ như vậy khí tức trên người lục thiếu du dường như gặp phải bình cảnh không thể không đột phá phanh một tiếng trầm muộn từ trong đầu lục thiếu du truyền ra cỗ năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện khí tức trên người lục thiếu du tiếp tục được kéo lên linh lực trong đầu lục thiếu du lúc này đột nhiên áp xúc không gian trong đầu được mở rộng một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng tiến vào trong cơ thể lục thiếu du Tiểu đao màu vàng thần bí trong đầu Lục Thiếu Du cũng xoay tròn, tốc độ nhanh hơn không ít, cũng hấp thu không ít linh hồn lực. Thế nhưng tiểu đao màu vàng này rõ ràng vô cùng nhỏ lại giống như một cái động không đáy, linh hồn lực bị nó hấp thu dường như mãi không đủ, còn xa mới đạt tới trạng thái no đủ. Mấy canh giờ sau, khí tức trên người Lục Thiếu Du mới bình ổn trở lại. Mà lúc này khí tức trên người Lục Thiếu Du đã là linh tướng tứ trọng. Phù, thở ra một ngụm trọc khí, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra cảm nhận linh lực trong đầu lúc này khiến cho hắn không khỏi nở nụ cười đột phá tới linh tướng tứ trọng mà linh lực thôn vệ linh tướng lục trọng khi trước chỉ luyện hóa được một bộ phận nhỏ mà thôi